Hay Minasan, konbanwa. Rồi, chào các bạn, chúng ta chuẩn bị bắt đầu luôn nha, đúng không? Không để chờ đợi lâu nữa nào. Hy vọng nay mạng ổn để chúng mình có thể livestream cùng với nhau nhá. Rồi, Dewa, Chimemasho, chúng mình đi nhanh nhá. Đúng rồi, những phần này mình sẽ làm nhanh thôi ạ. Chúng ta chủ yếu phần đọc hiểu và một số cái câu sai ấy, đúng không? Ok, thôi không sao, mình sẽ lướt nhanh đi một lượt, không sao cả nhá. Từ đầu tiên, đúng không? Chữ O trong từ Yogosu, để xem, Yogoremasu, Yogosu, đáp án sẽ là số 3 các bạn nha. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo để cho những bạn mà giả sử đang ở N5 các thứ chẳng N4 đi chẳng hạn để lên N3 trong thực sự khó thế không nhá. Senshu phần này các bạn khá dễ nhầm với cả cái phần có trường âm. Đúng không? Mình ở Senshu chữ thủ để không có trường âm nhá nên bạn nào chọn số 2 là sai đó. Nhớ chưa? Nhớ. Ừ. Rồi tiếp theo cái chữ mắt chữ đúng không? Đấy từ này là cuối tháng các bạn nhá. Đúng không? Đấy tiếp theo là hãy đến bằng vào cuối tháng các thứ chẳng hạn đúng không? Chúng ta có từ cái chữ mắt chữ chính xác. Có Ura với Omote đúng không? Thì đâu ok đáp án sẽ là số 1 đúng không? Nào các bạn ơi. Rồi em mấy câu cái ra mấy câu sai cái ra thì hết mấy câu đó mà sai mấu câm hay làm đúng kiểu chán chưa. Đúng rồi thứ bảy có khá nhiều những câu thứ bảy mà sensei live stream là chúng khá đúng không, các bạn xác nhận của sensei đi nào. Này là mấy câu sai mà tôi gọi tên cái là cũng nhớ luôn đúng không ạ. Rồi chính xác rồi chào các bạn nhớ. Nào tiếp theo chúng ta sang cái phần vẫn môn này này đây đúng không. Zanio đừng nhầm nhá đúng không, đây là làm thêm coi như đây là Sangio, đáp án chính xác sẽ phải là số 4 đúng không ạ. Ừ. Rồi cái từ này sẽ là từ đây đó là cho nhá đúng không, trong cho xuất cự thì nó phải là cho đã nên nó sẽ là cho căng chứ không phải là căng này, không phải là chiêu này nhớ chưa. Cô tô quát tạ từ chối đúng không, đáp án sẽ là số 4 đúng không. Và cuối cùng từ hido không phải rồi nhá, nó sẽ là hido 3 là quảng trường đúng không, đó là phần kanji đầu tiên. Nào có những bạn nào đây nhà hôm nay mình hẹn có hẹn là sẽ live stream một chữa đề cùng các bạn, đâu các bạn đâu rồi. Đấy hôm trước có bạn trường Nhật ngữ à đúng không, trường Nhật thì đấy chẳng hạn bảo là quyết tâm là sẽ đi ngủ đúng không trước ngày thi và chúng mình cùng học và bạn đi ngủ đấy. Đâu rồi nào các bạn ơi, minasan konbanwa. Rồi chào các bạn, rồi ok chúng mình chuẩn bị vào thôi nào đúng không, mình đã chữa nhanh cái phần từ vựng một chút để mình sẽ đến phần ngữ pháp nha, đến phần ngữ pháp và đọc hiểu ạ. Đó là cái phần mà các bạn đang quan tâm nhiều nhất đúng không? Nó thấy lo lắng không biết tại sao như nào đúng không? Rồi tiếp theo chúng mình sẽ đến với môn này số 9 này nhá. À cái câu tiếp theo phần môn này 2 mình bỏ bớt đi đúng không? Odimat câu này chắc sẽ vừa chữa xong cho phần livestream xong. Nhớ không? Đấy không? Chắc là Odite còn nhớ từ đấy không? Đấy đáp án chính xác sẽ là số 3, chuẩn xác đúng không? Chữ dáng sẽ được phân tích rất kỹ. Furimat với Odimat còn nhớ không ạ? À? Chuẩn xác. Vẫn chưa nhảy hip hop à? Rồi chào à. Rồi tiếp theo Kitaku đúng không? Một từ rất đơn giản, đáp án sẽ là số 3 tiếp này, Kitaku. Và cuối cùng Komakai đúng không? Chúng mình sẽ có từ nào đây? Đây à, số là sẽ 4 các bạn nhá. Cho xem lại 1 2 3 4 à. Ở đây, cô dễ chất dễ nhanh cái phần này. Ừ. Những phần này lát nữa sensei sẽ có những cái file hẳn hoi để gửi đến cho các bạn nhé, đúng không? Để xem là đáp án như thế nào chẳng hạn thì sensei sẽ có hẳn một cái file hoàn chỉnh để gửi lại cho các bạn sau nhé, đúng không ạ? Rồi, chị tiếp theo câu số 12 nào các bạn ơi. Nào các bạn đã nhìn thấy màn hình của sensei chưa? Horitsu nên đáp án chính xác sẽ là số 1 chữ luật và chữ pháp này này, đúng không? Rồi chính xác. Kara thì nhớ nhá, kara trong trường số 2 này, chứ không ngoài cái đọc là sora là bầu trời thì còn có đọc là kara nữa, đúng không? Nó là rỗng, đúng không? Ô trong túi rỗng tạch là chả có cái gì, nhớ. Ừ. Ngọc ơi, lát nữa sensei sẽ gửi lại cái file đầy đủ cho em dạng PDF có chứa đáp án nữa nhá để các bạn có thể nhìn được, đúng không ạ? Rồi, chị cái ghi số đến hôm nay vẫn có bạn thắc mắc là ừ, vì đáp án bên Trung ấy nó dùng từ cái ghi số 3 này. Đúng không? Thì đúng chứ lại lọc cái này chữ ichikai, cái phức cự đấy cơ, nhưng cái ghi sao vẫn thắc mắc nhở? Đúng không? Rất đơn giản và dễ dàng mà mình vẫn ngồi thắc mắc được. Đáp án kệ thì phải tin vào chính mình chứ, đúng không? Nó là cái ghi đáp án là số 2 nhá. Rồi, chắc là nào vào cùng với sensei đi nào. Rồi, ok, chào các bạn, chào Hồng Sang. Rồi, chào các bạn. Ồ, rồi tiếp theo chúng mình đến với câu số 15 đúng không, ở trong cái phần này cũng rất là dễ nhầm lẫn đây đúng không, hội phí mà có bạn vẫn cứ thắc mắc là hồi phí chán không đúng không, đến hôm nay vẫn còn thắc mắc là ừ sao lại mình cứ hồi vẫn nghĩ là hồi cay hi kia đúng không, nhầm nhá. Rồi tiếp theo chúng mình đến với câu 15 ai cười sự đẹp nét. Ui mình không biết câu trả lời, tôi muốn có một gợi ý ở đấy, chúng ta có từ hinto đúng không, mà là phép tắc này, idol đấy sự là địa chỉ này, check cự thì không thể sai được đúng không. Ừ. Nhìn thấy chưa? Tiếp nào, câu này sẽ là gì? Mình chữa sẽ chữa nhanh phần từ vựng một chút nhá. Đúng không? Thế giới 100 năm sau sẽ như thế nào nhỉ? Chúng mình đang chúng mình thử tưởng tượng sao? Xem Sozo Shimasu không ai nhầm nhá. Soji là thừa chi này, biết này. Natto cự là nắm rõ này, đúng không? Kibo là kỳ vọng này, phải tưởng tượng chứ. Sozo chính xác. Đề này vừa thi xong đó bạn ơi. Thì sẽ có file đề nhá, bản hoàn chỉnh đẹp đẽ nhá. Lát nữa thì mình sẽ gửi lại các bạn nào. Mình chữa để giải thích á. Thế nữa mình sẽ gửi lại các bạn cái bản đầy đủ và kèm theo đáp án khoanh vào đề luôn nhá. Nên những bạn nào mà chưa kịp xem cái câu trước thì lát nữa mình sẽ gửi lại cho bạn, đúng không ạ? Ừ.
Rồi tiếp theo này, mình đi mỗi buổi sáng mình đi đến trường, sáng lên trường đúng không? Tức là mẹ đứng từ trên lan can ấy, ban công ấy đúng không? Mình vẫy tay, teo furu đổi chính xác đúng không? Chắc chỉ nhớ cái từ này, furareta bị đá đúng không? Nhưng ngoài ra có teo furu là vẫy tay nữa các bạn nha. Được chưa? Rồi chính xác. Chứ chỉ tay đúng không? Có tay nhưng mà chỉ tay này. Rồi achikate sử dụng này, đối xử này. Oshite là nhấn ấn cái gì đó, đúng không? Là chăm chợp này, nó sẽ là fute, teo fute nhá. Rồi, đúng không? Căn phòng của anh ấy, quần áo, sách vở, các thứ chẳng hạn là để rất hẳn hoi, chỉn chu đúng không? Sẽ là kichinto desu ne, seri sasete, đúng không? Nó được sắp xếp rất là gọn gàng, ngăn nắp, kichinto gọi là chinte các bạn nha. Rồi, chính xác, toàn cơm là cho mấy đề trước giờ, không khác gì luôn, đúng không? Đó, thì quanh đi quẩn lại là ba chỉ vậy thôi mà, nhá. Và nếu mình học tiếp L2 thì đương nhiên nhìn cái đề này quá đơn giản luôn, đúng không ạ? Tiếp nào các bạn ơi, đúng không? Vì lạnh này, đúng không? Thế này là gì đây? Những cái ngón tay cái thứ chẳng hạn, đúng không? Này gì mất cảm giác, đúng không? Thì đương nhiên sẽ cảm chưa giác rồi, chứ không phải là cảm động, cảm kích với cả cảm tục phục cảm tâm, đúng không? Đấy đáp án chính xác, đúng không? Nó sẽ là gì đây? Để tố căng các cự các bạn nhá. Rồi, chuẩn xác. Rồi tiếp theo này, để mà ấy câu này nhiều cái sai này. Để mà tránh được bệnh sâu răng chẳng hạn ấy, thì đó cái điều hiệu quả nhất đó là cái việc mình đánh răng sau ăn, đúng không? Câu 19 đáp án 2 đúng rồi, có 20 đáp án mấy các bạn ơi. Nào cùng comment sensei nào, thế sensei sẽ chữa cụ thể một số cái câu của ngữ pháp với cả phần đọc hiểu mà các bạn bị sai nữa, đúng không? Rồi câu 20 đúng không? Cách hiệu quả nhất đúng rồi. Mình thấy đáp án một ở bên Trung ấy, một số đáp án nó ghi là Jinko, nhân tạo chả liên quan gì cả, đúng không? Ừ. Tốt quá. Rồi tiếp theo đúng không? Hai bạn này đây, câu này có nhiều người nhầm này. Đúng không? Đáp án là omoni, không thể nào. Omoni là gì nhỉ? Chủ yếu. Chủ yếu tôi làm cái này làm kia. Nhưng hai người biết mặt nhau đúng không? Thì có từ otagai ni các bạn ạ. Chữ này là chữ hỗ, đúng không? Tương hỗ lẫn nhau ấy, biết mặt nhau chưa từng nói chuyện nhá. Đúng rồi, chính xác là đáp án đây. Chữ này là otagai. Nhớ chưa ạ? Nên câu 21 đáp án sẽ là số 3 các bạn nha. Tiếp theo câu 22 nào, chúng mình có gì đây? Đúng không? À, cái đứa trước ấy phát biểu xong rồi, chứ bây giờ tiếp theo đến lượt tôi, đúng không? Chúng ta có từ băng, lượt nhé các bạn nhá. Băng gá cư đự đẹp nét, đến lượt gì đó chẳng hạn, đúng không? Thì chính xác, đó. Đó, chính xác, câu 21 đáp án số 3, đúng không? Câu 22 đáp án sẽ là số 4, mình chỉ cần đến lượt mình phát biểu nha. Câu này thì các bạn vẫn cứ thắc mắc nhờ, câu 23 này đúng không? Seigen đúng không? Đó là gì, những hành lý mà được mang lên trên máy bay chẳng hạn ấy, nó giới hạn quá cân ấy, mỗi một người chỉ trong phạm vi được giới hạn trong phạm vi 20 cân thôi, thì chỉ có thể là Seigen đúng không? Ừ, Ngọc sai câu này là Ngọc chọn đáp án số mấy nào, đúng không? Kinshi là bị cấm, nhưng mà đây là trong phạm vi này thì phải được chứ. Ken xả điều tra kiểm tra đúng không? Còn cai kết chuyện là giải quyết đúng không? Sai rồi nhá. Câu 23 đáp án số 1 chính xác. Câu 24 nào, cái câu này biết từ đây, shita là lưỡi không? Liếm bằng lưỡi đúng không? Để mình xem là đường hay đường ngọt hay là gì, muối mặn đây đúng không? Thế thì mình liếm, và liếm dùng từ name đâu. Wakarimasu có. Em chọn 4 lại bỏ vì nghĩ là số quá. Ôi giời ơi, băng này là lượt. Cái gì băng go mới là số chứ, đúng không? Sai câu 21 à, tiếc quá nha. Lại câu 24 à, đúng không? Kajiru là snack, kajiru là gặm 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 mình hướng tí một, đúng không? Kamu là nha, là cắn là nhai, đúng không? Rồi majiru là trộn lên à, không à, đúng không? Có phải có tấm nào mà trộn muối mới được không? Đúng không? Mà đây sẽ là liếm bằng lưỡi các bạn nhà, nó sẽ là nà mê đự, đúng không? Chọn bậy cũng đúng à? Ôi giời, không chơi bậy nhá. Rồi tiếp theo đúng không? Hơi sớt một chút thì là người nó rất là mỏi, đúng không? Mà bushi thì nó là chói mắt rồi này. Nurui đúng không? Nó là kiểu như là lỏng lẻo này. Niga là đắng này. Ồ thì chắc là từ darui này. Đúng rồi, cơ thể nó rất là uể oải, mệt mỏi nên là thôi, hôm nay nghỉ học nghỉ làm. Đúng không? Nhà rồi, chính xác. Rồi tiếp theo nào, chúng mình đến câu 26 là những phần từ đồng nghĩa. Nhớ chưa ạ? Các bạn chỉnh sửa chữa nhanh cái phần này nhé các bạn ơi. Rồi, Hinan đúng không? Âm bằng Việt là tị nạn. Mọi người ơi, tị nạn đi, tức là đi lánh nạn đó. Tị là tị nạn, trong lánh nạn mới phải bằng Nigemasu. Chính xác. An này với cả gì? Kangae này. Y an, y kangae bằng với y idea, những ý tưởng các bạn nhá. Chuẩn xác, đúng không? Sensei nói chậm mà, vì cái phần này là các bạn, mình nghĩ là các bạn đã đối chiếu được rồi, thế nên là Sensei nói nhanh một chút để chúng ta có thể chữa được kịp hết tất cả những phần ngữ pháp, phần đọc hiểu nhá. Vân vân và quay xe mất 8 câu, trời ơi, thì đừng quay xe nữa, các bạn cứ hay bảo là em nghĩ lại đúng không, thế thôi em đừng nghĩ nữa. Nhá, học lại cho chắc là không chơi thế đâu. Rồi, các bạn đã quay với tốc độ nói của Sensei, chờ Sensei chậm lại một chút nào. Nói nhanh lên đấy, đúng không? Bạn nói nhanh, bạn nói chậm, tôi trên xe nói theo tốc độ của tôi nhá. Tôi có quyền mà, đúng không? Rồi, đà ma đự, từ này em trước trên xe vừa chữa xong mà còn thậm chí nói với các bạn là đà ma sự với đà ma đự. Đà ma sự là lừa dối, hôm trước vừa có xong nhá, còn đà ma đự, đà ma đề.
Trật tự lệ, đúng không? Đó, thì đấy sẽ là im lặng, và im lặng tức là không nói gì. Đáp án sẽ là số 1, chính xác. Công nhận không? Nhá. Từ vực em can rồi, em quang rồi là hỏng rồi, phí quá, đúng không? Tiếp theo, best độ, trời ơi, đúng không? Best, nhất luôn, cách làm này là nhất luôn, motto mùi, chính xác không? Nhá, cái này là tốt nhất, thì nó phải là motto mùi, nhá. Và tiếp theo, hai các chữ, chữ phối và chữ phát thì mang nghĩa là gì đây? Chuyển hàng đến cho mình và nó sẽ là todokete. Công nhận ông đã chuyển đến todokimasu, todokemasu đây này, đúng không? Từ này nó trong mimic ở trong trong phần trả với mi, trong phần từ vựng là bốn cũng có luôn ấy nhá. Ôi nó xem video trước của Gen trên YouTube mà trúng quá trời đấy, thế thôi. Có những bạn học chạy chật ra đúng không mà lại không trúng, nhưng có bạn xem video của Gen mà lại trúng này. Rồi cảm ơn các bạn. Nào tiếp theo đến cái phần môn này số 5 là cách sử dụng từ. Thì cứ nhìn thấy xin sát chữ đẹp nét đúng không, mình sẽ có là gì đây? Thế là kiểm tra các thứ chẳng hạn đúng không? Ừ, nói rồi vậy xin sát chữ chúng ta làm gì các bạn ơi? Đó, chữ này trong chữ khám thế này đúng không? Đó vậy xin sát chữ chúng ta chọn số mấy nào các bạn ơi? Nào nhìn mấy từ này có biết không ạ? Rất nhiều bạn đã bị sai cái câu này chẳng hạn này đúng không? Nào các bạn cùng chia sẻ với xe xem chúng mình đã chọn số mấy nhá. Chậm lại một chút đúng không? Thì nó sẽ chậm lại tốc độ một chút, đã vừa kịp ăn tối là có thể kịp sẽ cục live stream của các bạn đây đúng không? Nào đấy câu này các bạn tìm bệnh viện đúng không? Có bệnh viện, có bệnh nhân, có bác sĩ không? Đó, mẹ em làm bác sĩ nên mỗi ngày mẹ em đều sẽ khám cho bệnh nhân đúng không? Chính xác đúng không? Ok. Còn Ikisaki hôm trước dạy vừa chữa câu này xong, cứ Saki chúng ta sẽ một điểm đến như kiểu Ryokosaki, Ikisaki, Toriyakisaki, nhớ không? Đó, Mokutekisaki đúng không? Cái đích đến các thứ chẳng hạn Mokutekichi đúng không? Thì trong trường này là gì đây nhỏ? À đây, Tsuki no ryoko no ikisaki o đúng không? Kazoku de hanashiau tsumori da đúng không? Sẽ bàn bạc về cái nơi, cái điểm đến du lịch các bạn nhé. Nên đáp án chính xác câu 32, đáp án 3. Đúng chưa ạ? Đúng chưa ạ? Chuẩn xác luôn. Nào, tiếp theo là mình sẽ đến câu 33. Nào, câu 33 các bạn ơi, tôi đi kết sự từ này rất hay này. Đây là một động từ phức, đúng không? Thì trong những từ đấy chúng ta có cụm từ là sẽ hủy bỏ cái hợp đồng hiệp ước đấy đấy chẳng hạn ấy. Kê giác cự các thứ chẳng hạn. Và đây nó sẽ là tôi đi kết sự có từ giác số cự, giác số cự này. Chuẩn xác chưa? Tất cả các từ vựng đều đã làm qua đúng không? Mà không hiểu sao lại bị sai. Và phòng thi tâm lý nó khác em ơi, nhớ. Chắc không rớt ở đâu, tiếc quá. Câu 33 là các bạn ơi. Rồi chính xác, có ba ba tổ đi kê sự thì cứ tìm hợp đồng, hiệp ước, lời hứa, lời hẹn các thứ trên dây là mình hủy ở đi nhớ. Rồi chính xác thì đáp án sẽ là số 4. Hãy comment lên dây cả những đáp án các bạn sai nữa để dây xem là trong những câu đấy chúng ta nên thay một từ gì, đúng không ạ? Nào comment comment nhá. Câu 34, 33, đáp án 3 đúng rồi, chính xác, không có ai chọn sai thì dây sẽ lướt qua nhanh nhá. Tay câu nào bạn Phúc Hà ơi? Kiêu chứ đúng không? Cái từ này thì có nghĩa là kiểu điểm chung ấy đúng không? Thì mình sẽ có là những cái không thể thời gian chung được, ngủ cùng một giờ onaji thôi đúng không? Rồi khuôn mặt giống nhau à, chung nhau thì nó sẽ là nimat thì đấy chẳng hạn đúng không? Đấy sẽ là ni tây độ chẳng hạn ấy, giống nhau đúng không? Rồi thì ngày hôm nay nhiệt độ đâu cũng tương tự đúng không? Onaji hoặc bằng nhau đấy chẳng hạn, đấy đáp án đây nó phải là số 2 nhá. Kiêu chứ no shumi o motete, có chung một sở thích đúng không? Nên là rất là thân nhau. Chuẩn chưa ạ? Nhá. Ba tư em chọn hai không biết đúng hay sai. Đó, đúng rồi em. Nhá, ba tư chọn hai là chính xác. Còn những câu khác thì sẽ vừa lấy các ví dụ cho bạn rồi đấy. Nha. Câu 35, chữ mê mốt. Từ này em trước dạy vừa nói xong cũng trúng tủ luôn nhá. Mà cô còn nói cái từ phó từ đi vì nó từng gịch city. Gịch city chữ mê độ. Đúng không? Nhét đầy lèn chặt vào. Và trong trường hợp này là gì đây? Đúng không? Nhét tất cả những hành lý của chuyến đi du lịch mang theo dược lấy vào cái suốt kê sự và cái vali. Chuẩn chưa? Nhá, chính xác là đáp án câu số 35, đáp án sẽ là số mấy? Rồi đó, toàn những thanh niên comment là đúng rồi này. Chuẩn chưa ạ? Đó, mang tên là Hideshio, chuẩn xác nha, đúng không ạ? Tiếp theo đến phần ngữ pháp các bạn nha, mà mình cần này thì đấy rất sai rất nhiều luôn. Cái đáp án nó cũng bị khá nhầm khá nhiều, làm các bạn rất là phân vân, đúng không ạ? Rồi, chào Phúc Giang, học để xem mang tên không nào? Quý Giang ơi, được 32 trên 35, không được nhá, phải mang tên 36 trên 35 chứ. Trời ơi, không ngủ luôn, khổ quá, thương quá đi mất, đúng không? Nào bố nào, sẽ được quán cập nhật sớm nhất để có thể livestream của các bạn nhé. Nào phần ngữ pháp thì sẽ chậm lại một chút nha. Đấy, lúc nào mình nói nhanh quá mà không kịp nghe thì các bạn hãm lại một chút thì mình sẽ nói rất là nhanh đấy ạ, nhớ, để mình chữa được nhiều nhất có thể. Ô, từ vựng ngữ Hán sai nhiều quá, Tú Doãn ơi. Nào, tiếp theo nào, cái vùng này đúng không? Có rất nhiều đền chùa các thứ chẳng hạn ấy, và có nó rất là hot với các cả các vị khách đến từ nước ngoài. Nhìn thấy chưa? Thì bình thường sẽ là gaikoku kara ikku để sẽ là kuru kankoku kankokaku. Nhưng đây nó lược bớt đi rồi, chúng ta có eno, karano, madeno, nhớ chưa? Đúng không? Thì nó sẽ là những vị khách đến từ nước ngoài. Đáp án chính xác sẽ phải là phương án số 4. Chuẩn xác. Em lớp chiến thần của Sensei mang tên. Vâng, cảm ơn em. Nó chuẩn quá đi, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn.
Rồi, rồi sai nhiều quá, rất tiếc luôn đấy ạ nhá. Ừ, đó, rồi tiếp theo nào, câu số 2. Câu này cũng có nhiều bạn chọn sai này. Đúng không ạ? À, chị nhỉ, 10 năm trước tớ với bạn là sẽ cùng là thành lập công ty, đúng không? Và trong 10 năm, đúng không? Thì công ty đã lớn dần lên. Tsukoshi zutsu đúng không? Và cái số lượng thành viên bây giờ đã tăng đến. Tăng là tăng cái gì? Bình thường mình tìm gã đấy. Nhưng mà đây có cái tăng là tăng số lượng nhân viên lên rồi. Đó, gã biến thành quá rồi. Vậy tăng đến mức nào đó chúng mình đi mà đấy. Đúng không? Và đi với ní, tăng đến mức nào viết cho ai đó thì trên đáp án ở đây nó phải là số mấy các bạn ơi? Ní mà đế. Bình thường chỉ là ní thôi, bình thường chỉ là ma đế thôi, đúng không? Nhưng nó sẽ ghép vào ní ma đế đến tận cái mức 100 người. Đúng không đó? Nên chính xác câu 2 đáp án sẽ là số 3 các bạn ơi. Comment cùng mình cái số thứ tự đó nhá để chúng ta xem đáp án như thế nào nào. Chưa làm mà đã 180 trên 180 rồi, hơi điêu nhá Phúc nhá. Rồi, tiếp theo nào, chúng mình đến với câu số 3. Ờ, gì nhỏ, những cái người bạn của mình đang làm việc quán bento chẳng hạn ấy, đúng không? Thì bento nó bán chạy ấy, tùy vào thời tiết, cái dấu hiệu đằng sau chigau, ido ido, samayama, đúng không? Tùy thời tiết, đúng không? Nó sẽ khác nhau. Lúc thế này thì bán chạy, lúc thế kia là bán khác, đúng không? Vậy mẫu câu tùy vào của chúng mình sẽ là mẫu câu niyote. Chuẩn xác chưa? Hai câu đầu toang luôn, không sao được, còn 10 hạng một câu sau mà em nhá. Em chọn hai, mà đế đế là giới hạn về phạm vi. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Ví dụ phu ta đi đế, hi tôi đi đế cơ. Nhưng mà tăng đến mức nào, đúng không? Thì nó sẽ phải là ní ma đế, nó sẽ hợp lý hơn. Chuẩn xác chưa? Nhớ. Ừ. Rồi, comment giới thiệu dê nhá. Còn câu 3 là rõ ràng dấu hiệu rất cụ thể, mẫu câu kinh điển của N3 luôn. Tùy thuộc vào mà nó sẽ khác nhau, nó sẽ biến đổi thế nào thế kia. Nhớ. Rồi, chuẩn xác. Ừ. Tiếp theo câu số 4 nào. Đấy, câu này thì hy vọng không ai sai nhá. Đúng không ạ? À, gì đấy nhở, đúng không? Cái tôi đã đến nước Nhật, đúng không? Tôi đã được đi du học ở đất nước Nhật, mà cái đất nước tôi ao ước từ hồi cấp 2 đến giờ là mình sẽ muốn đi du học đấy. Vậy giặt tội, ô không có giặt tội à? Thế dùng chơi ní, nhìn thấy chưa? Hoặc tô cuối cùng thì mình cũng có thể đạt được ước mơ đó. Đấy, dùng giặt tội là chính xác nhất đấy, đúng không? Cuối cùng thì chứ đô cả không hiểu sao mà, đúng không? Rồi kê quyết tâm về kê qua xe này. Im mạng ní mố đằng sau phải đi với xô đà, đúng không? Để mà hình như là sắp sửa cái gì đó. Chính xác chưa? Câu 2 chọn 1 à? Đấy, tăng là tăng cái số lượng rồi đấy, không thể đi với gã được đấy được. Đúng không? Mình có thể loại trừ đấy nhá. Ừ. Câu 3 đáp án 2 mới chính xác. Ôi dồi ôi, nhiều cái đáp án khác nhau quá đi mất thôi. Ừ. Rồi, tiếp đi các bạn ơi. Nhìn này chưa? Thì đây là chư ini hoặc giặt tội hoặc tô tô. Những từ đều mang nghĩa là gì? Cuối cùng thì nhá, được không ạ? Ừ. Tiếp nào các bạn, câu số 5 nào. Răng sâu của chúng mình ấy, đúng không, thì tốn rất nhiều thời gian, nếu mà khi nó trầm trọng rồi, nó sâu quá rồi thì rất tốn rất nhiều thời gian để chữa đấy. Thế nên trong lúc mà nó còn nóng, trong lúc mà nó chưa trầm trọng thì mình phải đi đến bác sĩ mà khám đi, có nhớ không? Đó, vậy trong lúc nào đó chúng ta mẫu câu kinh điển của N3 tiếp, đó là ừ chi ní, không có gì bàn cãi luôn, đúng không ạ? Câu này thì đáp án vẫn gần như là đang đúng. Ừ. Có sao không nhá, tô mình nghĩa tiêu cực, cái chữ ní có cả nghĩa tích cực và tiêu cực nữa, đúng không? Và đây thế nên có bảo dùng giặt tội mà, nhưng mà không dùng giặt tội thì chúng mình có một câu khác, đó là chư y ní, đúng không ạ? Đó, N2 ngày mai sẽ lên nhé, mình tập trung vào cái nào bài đã, đúng không? Ừ. Ok chưa? Đó thì đáp án sẽ là chư y ní, chuẩn xác nha, đúng không ạ? Đó, cứ ngồi chí lý tranh thủ lúc. Ồ, ok, câu thứ 6 nào bạn ơi. Mình bắt đầu cuộc sống ở một mình ở đây, cái câu này cũng dễ sai này, đúng không? Tháng sau là mình sẽ bắt đầu sống một mình ở một bắt đầu cuộc sống một mình ở gần trường đại học rồi, đúng không ạ? Và mình sẽ phải cân nhắc về cái chuyện là gì đây, tiện cho việc đi học. Chugaku oshiyasu sa desu ne, và thế nên mình đã chọn một cái chỗ để làm sao mà có thể đi bộ đến trường được. Vậy mình suy nghĩ xong mình làm cái này, mình làm cái kia thôi. Vậy đáp án câu số 6 đáp án sẽ là kangaete, chỉ thế thôi nhớ, đúng không ạ? Đó. Nó suy nghĩ về chứ căng gai điệu yoni, đúng không? Cố gắng để làm cái đó, đúng không? Chứ cố gắng để mà tiện đi lại cơ, nhưng lại căng gai thì không phải cố gắng cái đấy được, đúng không? Tạ nô ní hay là điệu nô cà đà mê đẹp xíu. Câu 4 em chọn 2 mất rồi à? Kechite phải đi với Nai bạn ơi, quên mất cơ bản rồi. Kim Thơ ấy, Kechite, ở nhớ bạn Thơ rồi. Kechite wa se Nai, nó phải đi với Nai bạn ạ. Im mạng ní mốt phải đi mẫu câu xô để sự cơ. Nhớ thì chăm chợp này chỉ có thể chui là hợp lý đất, đúng không đã? Nhớ. Câu 62 đúng rồi, chuẩn xác. Câu 7 nè, câu này cũng nhiều người sai để chúng ta thắc mắc này. Eo ơi, mẹ gửi cho từ quê, mẹ gửi cho rất nhiều quýt các bạn ạ, đúng không? Một mình thì không ăn xuể, có thể tìm từ đó là Zenbu tabeki denai, các bạn mẫu gọi được không ạ? Zenbu tabeki denai to omotta no ne, đúng không? Vì mình không ăn hết được nên mình cho bạn một nửa, công nhận không? Câu 5 mà chọn 3, ồ đấy, câu 5 bị sai mất nhá. Ma đề ní là, ơ kìa, ma ní là trước một cái khoảng thời gian đó, deadline mà, đúng không? Đó, tiếp đi nào, câu 7 là bình thường mình sẽ giới thiệu cho một câu, đó là tabeki này, không ăn hết, không ăn xuể được. Nhưng đây không có mẫu câu đấy thì chúng ta có mẫu câu khác. Sai nhá, đúng không? Nếu cái này tabeki đến nắc cự naru desu ne, mình đã không còn thể làm cái gì đấy nữa. Nhìn thấy chưa? Câu 7 bạn Quang nghĩa là chọn số 2, cô sẽ phân tích cho các bạn nha.
Tại bây giờ đấy nắc cỡ nào được là biến đổi một khả năng, đúng không? Tức là gì đây, trước nay mình không làm được, bây giờ mình làm được rồi. Trước nay mình làm được, bây giờ ôi mất mờ quá, không đọc cái chữ này nữa. Yome, yome nakku narimashita chẳng hạn, thì nó mới là cái mẫu câu này. Còn trong trọng nhắm là có vẻ sẽ không thể nào mà taberadesho này. Mẫu câu 1 mới chính xác nhá, sai vô lý, khó mà có thể đấy. Rất nhiều bạn chọn 2. 2 là biến đổi một khả năng, trước mình làm được, bây giờ không làm nữa. Nó ngược lại mẫu câu veru yoni narimashita. Nhớ không? Đây rõ ràng nhắm không thể ăn xuể được. Thì thực ra nếu mà ngữ cảnh cũng sẽ dùng từ tabeki đây này. Vẫn công nhận đã. Nhưng không có thì chính là mẫu câu so để sự có vẻ thế nào đó. Mà mẫu câu phủ định của nó so ní này, so ní mố này. Và đây trừng tiên cả khả năng tabe dare so ní này. Có nhắm có vẻ không thể ăn hết được. Thế nên mình cho bạn một nữa. Đúng không? Chính xác. Sáng bày ra hai lần ở đấy, nó cho lại lần nữa và vẫn cứ sai. Nha. Tiếp theo, nếu học cô Lan thì các bạn sẽ thấy là nếu trong một cái mẫu câu được chia sang dạng chủ động, bị động, sai khiến, thì cái mẫu câu nào mà danh từ chỉ người đi trợ từ ố thì chỉ dùng một cái gì nhỉ, chỉ dùng một cái thể duy nhất thôi, đó biết là gì phải không? Nhớ không ạ? Nào câu số 8 các bạn ơi. Nào câu số 8 nào các bạn ơi. Việc học ngữ pháp rất quan trọng thật mà. Chưa bao giờ không quan trọng cả, mà phải hiểu bản chất nữa cơ. Chứ cô em dịch thấy cũng đúng mà. Đấy là dịch tiếng Việt nha. Phải hiểu được ngữ cảnh sử dụng tiếng Nhật của nó cơ. Nhớ. Nào tiếp nào câu số 8 nào, mình sẽ chờ các bạn đây. Rồi, chính xác đúng không? Nếu mà đi với nếu mà các bạn học theo các video của sensei giảng về bị động sai khiến chẳng hạn, thì thường thường trong những mẫu câu mà nó có danh từ chỉ người đi với ố thì đảm bảo sẽ khiến cho ai đó, bắt ai đó, cho phép ai đó đi với ố. Còn mẫu câu bị động với cả bị động sai khiến thì là tôi thường bị, tôi bị này hay tôi bị bắt này, thì cái danh từ chỉ người luôn thường thường đi với ní. Công nhận không? Thế nên nếu mà có danh từ chỉ người đi ố thì chắc chắn là thể sai khiến. Đây ạ, có mỗi sai khiến đây. Đúng không? Nhưng mà sai khiến có hai cái là 1 với 3 với 4. Thì xong nhập là gì đây? Là muốn làm cho con vui. Yoroko ba setaku de setai. Đúng không? Tôi muốn làm cho đứa con 2 tuổi của mình vui, thế nên mình dẫn nó đến công viên. Chuẩn xác chưa? Đúng rồi, chuẩn xác nhá. Tiếp theo câu 9 này có thể đáp án đang bị sai này. Mình chờ các đáp án của các bạn nha. Mình chờ các đáp án của các bạn xem sao nào các bạn ơi. Ước kiếp này nhanh lên đầu thai kiếp khác. Không phải gì phải ước cả đúng không? Bạn nào mà chưa chắc lắm hay là kiến thức cũng tàn tạm rồi chẳng hạn, nhưng mà thi nó rất nhiều vấn đề khác nữa đúng không? Lên hò hai với sensei, sensei sẵn sàng dìu dắt các bạn để chúng ta thắng 7 tới mình sẽ chinh phục N2 nhá. N3 gạt nó sang một bên đi. Đúng không ạ? Nào, cả 8 câu rồi ôi. Nếu mà tất nhiên cô bảo rồi sẽ có xác suất bị sai. Vì chúng 1-2 câu đầu nó dễ nhầm một tí nên không nhớ, nó ít quá. Nhưng mỗi câu ừ chi ní này, ní yốt tê này, đúng không? Những cái câu đấy mà bị sai thì cô thấy rất tiếc luôn đấy ạ. Nhá. Câu 9 đấy, các đáp án 1, 3, 4 cô đang nhìn thấy này. Các bạn nhìn cho dê nhá. Thứ nhất, có phân tích để các bạn dần dần quy vào mẫu đáp án này. Dạo đây mình bắt đầu học ba lê đấy, mùa ba lê đấy chẳng hạn. Đúng không? Mẫu câu mà tốn bao nhiêu thời gian để làm cái gì đó, các bạn có nhớ tốn bao tiền bạc thời gian để làm cái gì đó, chúng ta đi với mẫu câu nào các bạn ạ? Phần ngữ pháp này mỗi câu, thực ra với phần tí nó sẽ nói nhé về cái phần tính điểm cho các bạn nha. Tạm thời giờ mình đang chữa phần này đã. Nào các bạn ơi, nói sẽ cái mẫu ngữ pháp tốn bao thời gian công sức để làm cái gì đó. Các bạn nhớ thì mẫu ngữ pháp của nó phải là nô ní, các bạn còn nhớ cái đấy không? Nhưng có lẽ các bạn dịch nô ní đều sẽ mang nghĩa là để, có thể ở đâu, mặc dù là. Các bạn công nhận không? Đúng đã. Mà tiếp theo mẫu câu để mà có thể làm sao đây, nhảy giỏi được. Mẫu câu veru yo ni narimashita trên xe vừa nói xong, bài 36 giáo trình Minano Nihongo. Đúng không ạ? Đấy, để mà có thể thế này, đúng không? Tôi làm là thế thế kia. Để mà có, mà đây là để biến đổi đi, đúng không? Để mà gì? Có thể nhạy giỏi được thì chắc là tốn bao thời gian nhỉ? Nên đáp án chính xác sẽ phải là số 0. Nô ní bạn dịch thế mà là sai nhá. Nô ní có hai nghĩa. Trời mưa mà, trời không mưa mặc áo mưa, đấy cũng là nô ní. Nhưng còn một cái nô ní nữa, tốn bao thời gian công sức để làm cái gì đó, hoặc công dụng cái này dùng để cái này, đúng không? Cái này tiện lợi cho việc cái đó, nó cũng là nô ní đấy. Công nhận không? Nên chỗ này bị sai nhá. Rất nhiều bạn chọn số 3 theo đáp án của Trung Quốc, đúng không? Yo ní sơ độ thực ra còn không có mẫu này đâu. Yo ní sơ độ là cố gắng nỗ lực làm cái gì đó, từ vê độ ở vê này yo ní sơ độ cơ. Bạn công nhận không? Này, cố gắng học thật nhiều vào nhá, học từ vựng tốt vào nhá, học ngữ pháp để bưng bố bên câu sơ độ yo ní shite kudasai, học chăm chỉ vào. Công nhận không? Nên câu này rất nhiều bạn bị sai, mà đấy đáp án ngay cả một vài cái đáp án sensei tham khảo thấy cũng bị sai câu này luôn. Nhưng công nhận không? Các bạn công nhận với sensei học sensei là cố gắng để đưa ra được những phương án chính xác kèm theo cái giải thích một cách chuẩn chỉnh với các bạn, đúng không ạ? Không tính nó sai thì bây giờ cô đang chuẩn cho các bạn chắc chắn câu này sẽ đúng. Công nhận nó đã, vì chúng ta phân tích mặt ngữ pháp chứ không phải là theo anh này bảo thế này, anh này bảo thế kia, mà cô đang phân tích làm sao bạn thấy cái hợp lý và tất cả các bạn đều đồng ý với sensei là phương án số 4 cơ. Các bạn công nhận không? Nhá, biết vậy em thi N2 chứ N3 dễ quá. Tiếp theo là câu này thì hầu như không sai này. Con chó nhà mình nó rất thích đi dạo đúng không? Nhưng mà vào ngày mưa nó sợ bị ướt lắm, nó ghét bị ướt làm thế nó chả muốn đi. Thì mình thường sẽ là ikitaku ngay.
Nhưng vì đang nói về cái ngôi thứ ba chúng mình nói với nhau về con chó đấy, thế nên là Ikitagaranai và biến thành Ikitagaranai đây. Đáp án chính xác sẽ là số 2. Chuẩn xác, câu này không bàn cãi nữa nhá. Đúng rồi, ok. Câu tiếp theo, câu này rất rất nhiều bàn cãi luôn này, đúng không? Chúng ta cùng phân tích đáp án này nhá. Nào, câu số 11 mình đã chờ các bạn comment này ạ. Câu số 11 mình đã chờ các bạn comment nào để xem nào. Nào các bạn ơi, nào xem là các bạn comment xem đáp án là sự câu số mấy nào. Đó, rất nhiều bạn bị sai câu này này, cảm thấy rất là đáng tiếc luôn, đúng không ạ? Nào, câu này sẽ chọn gì các bạn ơi? Câu này N5. Ừ đúng rồi, nó N5 N4, N4 chứ lại N5 không phải N5 đâu. Đúng không? Rất nhiều bạn vẫn đang theo một vài đáp án mà cãi lấy để là gì? Để Idatsai mà sự. Dạ không, đang nói về người khác. Idatsai mà thì dù gì chăng nữa nó là tôn kính ngữ. Đúng đã, chúng ta phân biệt nhá. Kính ngữ bao gồm tôn kính ngữ, nâng người khác lên và liên quan thông tin người khác. Khiêm nhường ngữ, mình dìm mình xuống. Và một loại nữa là tenego, là lịch sự ngữ. Nhìn thấy chưa? Đúng rồi, chuẩn xác. Đúng vậy, đấy đã sai mắt phải. Genki desu irasaimasu ka? Dạ anh có khỏe không à? Cái genki đấy thuộc đối tượng, đối phương mình nói thì nó mới là đấy irasaimasu. Còn trong trường hợp đấy gozaimasu, ni gozaimasu. Nhìn thấy chưa? Thì trong trường hợp đấy gozaimasu bằng cái đề sự đấy. Mai Lan sensei, desu ma hai cô se senta đấy gozaimasu. Dạ trung tâm nhật cô se xin nghe. Nhớ thì phải đáp án số 3 mà rất nhiều bạn chọn câu sai. Nhớ chưa? Ừ. Đó, thấy chưa, xem video kính ngữ của cô trước khi vô đánh luôn chứ còn gì, không cần nghĩ đúng không, đỡ mất thời gian đúng không, chuẩn xác nhá, cảm ơn các bạn. Đúng rồi, ok. Đó, mà rất nhiều bạn chọn bị sai này. Điểm thì chỉ mang chất tương đối thôi, đến lúc cuối sẽ nói nhá, bây giờ mình tập trung chữa đã. Câu tiếp theo nè, câu này tí nữa có rất nhiều người bị sai nhá, xem nào. Gì nhỏ, vì không đủ trứng à để làm cho món bữa tối, thế nên là anh ra mua siêu thị hộ em. Không, không phải nhờ bạn mà gì, anh đi siêu thị mua nhá. Nhìn này chứ, ừ em biết rồi, đúng không? Thì nó mẫu câu cũng là của nó bốn luôn. VT kimasu, đúng không? Và kai ni itte kuru ne, anh đi tí rồi về nhá, nhớ mẫu câu đấy không? Đó, nên đáp án câu 12 chính xác cũng phải đáp án số 3. Nếu Phương Thảo ấy chọn một của câu nào? VT kite để sao? Ừ được, nhưng mà ốc cự mua sẵn mua trước đi. Nhưng trong ngữ cảnh này là gì? Anh đi mua rồi về nhé, chứ phải mua sẵn mua trước vì đang cần dùng ngay. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Là thiếu trứng thì làm nên anh đi mua tí rồi về nhá thì phải là gì? Kai ni itte kuru wakaremasu ka? Đúng rồi, bạn Thu Hà cũng chọn một này. Công nhận không? Đó, bạn Đàm Văn cũng chọn một này, Phương Thảo cũng vậy, đáp án phải là số 3 chứ. Ai itekimasu, nhớ câu đấy không? Anh đi tí rồi về nha. Và kai ni, anh đi đến siêu thị để mua tí rồi về. Chứ còn VT kite, đúng không? Sao lại gì mua đi đi rồi về, sao lại đi rồi về trước à? Đúng không? VT okimasu là làm sẵn làm trước cái gì đó đi, đúng không? Thì không phải nhá, chính xác. Chiều tối mới dùng. Rồi ôi, ngay cả thế đi chăng nữa, bữa tối ngay bây giờ mà. Không phải dùng hay không, nhưng vấn đề là gì? Vấn đề em chưa nhắc, nếu mà cắt teo kimat. Ủa rồi hôm nay giá rẻ thế nhỉ, mình mua sẵn đi. Thì nó mới là cắt teo kimat mà bạn. Công nhận không? Không sao cả, mình sẽ phân tích đến khi nào các bạn cảm thấy là nó nạp tốt cự thôi. Đúng không? Nếu về teo kimat mình đi đến siêu thị mình thấy ôi hôm nay bán giá rẻ quá, mặc dù nhà vẫn còn nhưng mà cắt teo kimat mình sẽ mua sẵn mua trước. Nhưng lại còn kết hợp gì đấy? Cắt teki teo kimat, dạ không có cái này. Đúng không? Nên chắc chắn chỉ có thể là 3 thôi, anh đi mua tí rồi anh mới về. Công nhận không? Nhá, câu 13, 12 đáp án 3. Idesco. Câu 12 nào. À câu 13 nào, cũng rất nhiều bạn sai câu này luôn. Mình đang thấy các đáp án 2. Đó, nhưng mà sẽ thấy các đáp án ở trong sách trong các đề thi hầu hết là đáp án số 3. Đúng không? À Tanaka đây, đúng không? Yamashita ơi, đúng không? Bây giờ tiện không? Tao nhờ tí. À Tanaka đấy à. Ô tao đang định. Đúng cái lúc nào đó mẫu câu mình đã học trong N4 tiếp. V đự tokoro, V ti đự tokoro, V tạ tokoro, đúng không? Đó là trong cái thời điểm mình đang định làm cái gì đó. Nên mẫu câu đấy chính là gì? Tokoro bạn ơi. Thứ nhất là kara desu tạ, cũng hiểu đáp án đâu ra. Đấy câu 13 chọn số 1 này. V tạ koro tạ. Thứ nhất nhé, mẫu câu tokoro đắc tạ ấy, là cái mẫu câu để nói về cái gì nhỉ? Là gì? Suýt chút nữa và đó là V đự tokoro đắc tạ. Suýt thì chết, suýt thì thế này thế kia, đúng không? Nhưng mà y mạ lại còn có y mạ nên phải là đang chung chia về quá khứ là một, không chịu ở mốt tê tạ là hai. Mà tiếp theo tô cô độ đắc tạ là một câu suýt chút nữa thì chết, suýt chút nữa thì trượt, có nhớ mẫu câu đấy không? Đó, kệ đi, không sao cả, bây giờ sẽ chữa cùng các bạn đây này. Y mạ chô độ phải là bây giờ đang nên không chia sang quá khứ, nhớ chưa nhá, quên mất rồi à? Đấy nên sẽ chữa cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn, vì có những đáp án bạn nó đang phân vân, đúng không? Vừa phân vân cái từ như cay hi vừa rồi thì cũng phân vân rất là buồn luôn, đúng không ạ? Tiếp theo phần dấu sao nào, những bạn nào đã làm phần dấu sao, đúng rồi, cái keyword của nó ở đấy đấy, chuẩn xác nhá. Những bạn nào đã học phần dấu sao ở Mai Lan Sensei thì Sensei hy vọng là không sai được phần này, nhớ chưa ạ? Nhá, cố gắng lên. Như Sensei có nói, các bạn hãy nghe cách Sensei giải đáp về phần dấu sao để các bạn thấy là ơ sao nó dễ thế nhở, đúng không? Sau đấy mình lại không nghĩ ra nhở, ngay cả câu này không chắc lắm nhưng vẫn đúng. À thế à, không quan tâm thứ tự nhá, đúng không? Chúng ta có mẫu câu sau đây.
Inai thì sẽ gọi là Inai và Inuit, có người đó. Thường thường là VT Inai đấy, nhưng không có VT. Thì sẽ có một dạng nữa là danh từ chỉ người hoặc con vật đấy đi với gái Inuit. Có quá gà mô đấy không? Có, vậy hai đi vào đây. Rồi ạ, à, tiếp theo trước quá chỉ có thể một danh từ. Và danh từ đây là cái nào bạn ơi? Có một danh từ duy nhất, nó chính là cái bà ở đây. Ô, vẫn chưa đến phần dấu sao. Đúng không? Kỳ đê na là cũng cần tìm đấy. Tính từ đôi na bổ nghĩa danh từ, mà danh từ chúng ta vừa tìm là cái duy nhất số 3. Vậy một vào đây. A à, 4 hết chỗ đứng ở đành vào đây. Thì ngay cả bạn chẳng biết mẫu câu quá, đang cả quá hô độ quá này chăng nữa, không có ai xinh bằng cô Lan, à, giọng hay bằng cô Lan. Đúng không? Mai Lan sensei hô độ được nhé. Ai ế tố cô ấy gác kỳ đê na sensei hóa gì này. Công nhận không? Đó, thế nên nó phải là 4-1-3. Ngay cả bạn không biết mẫu câu đấy chăng nữa, nhưng hãy đi từ những cái căn bản hơn đi, mình biết, đúng không? Thì chúng ta sẽ là 4-1-3-2. Chuẩn chưa? Đó, cảm ơn Bình Sang, em lớp chiến thần nhà bài sao trên dê làm đúng trong 3 phút, phải còn đúng nữa cơ, mà còn chắc nữa cơ. Đúng không đã? Nha, chính xác. Ừ. Tiếp theo này, các bạn nhìn được trên dê nhá, chúng mình có là gì đây? Nếu sự đẹp nhé, đúng không? Được biết đến trong bản tin gì đó, tin đồn gì đó, lời nhắn gì đó, hầu hết phía trước là gì các bạn ơi? À, sẽ là về cái Fujike, các bạn công nhận không đã? Đó, xong gì nữa nhỏ rồi, tối yêu cô tô, chỗ này sẽ điền là gì đấy? Nào các bạn điền tiếp trên xe là gì nào? Cô nói lại đi ạ, nói lại chỗ nào bạn ơi? Đúng không? Đây ví dụ nhé, xin lỗi phải vần câu 14 nhé, mình sẽ nói chậm lại một chút. Có cái từ giả sử chỗ này bạn nhìn mẫu câu, làm sao mà bạn nhìn nhanh được mẫu câu là quá hô độ quá nai đâu, nhưng mình sẽ đi là in này, bạn nhìn thấy chưa, đúng không? In này đây sẽ là gì? Có người ở đó, bình thường là vt này, không có vt, vậy mình đi từ in này đây, có người có vật đó, vậy đi bị quá gã mố, vậy hai để đây, mà có cái gì đó tìm danh từ, vậy ba có cả chiều đây duy nhất. Lại tiếp theo kỳ đê na, tính từ đôi na bổ nghĩa danh từ, vậy danh từ vừa nói xong là 1-3, vậy 1-4 hết chỗ đứng rồi, đành phải đứng ở chỗ đầu sao, thế là xong. Đúng đã, vậy nó sẽ là 4-1-3-2. Nhớ, nhìn thấy chưa? Rồi, tiếp theo nào. Chúng ta sẽ có là gì đây nhỏ, đúng không? Là cái gì, biết cái gì đó, ở đâu, đúng không? Nhìn niu sử đế xong shit ạ. Biết cái gì đó đi vào chợ từ gì? Chợ từ ố chứ còn gì nữa, nên 4 đi vào đây. Đúng không? Tối yêu cô tô, biết cái điều gì đó, phía trước sẽ là Fujike. Ở đây có hai cái Fujike. Cao ự với cả Fue Teki Tây đựng. Nhìn thấy chưa? Thì bớt đi đã, chúng ta đi từ bài khác nhé. Là gì ạ? Đúng không? Dạo gần đây, đúng không? Cả những cái này, đúng không? Vậy nào thứ tự là gì đây? 3, 1, 2, 4, đúng không? Đó, chính xác. Mua ở đâu đấy nhá? 3, xong sẽ đi với 1. Những cái này mua ở đó, nhìn thấy chưa? Cả những này mua ở đấy. Đang tăng lên, phuê mắt, nó là một tự động từ. Nên nó tìm quá gá mố. À đây, đúng rồi, 1 đi với 2, hết chỗ đứng. 3, 1, 2, 4, cũng không thể sai được. Đúng không? Chính xác. Cứ từ từ nhá, mình sẽ giải đáp vào đây một chút các bạn. Câu 16 này, các bạn có nhớ sensei nói về phần dấu sao không? Cứ có Moraemat, các bạn nhìn thấy câu số 1 của sensei không ạ? Cứ Moraemat này, rồi những mẫu câu đã cho nhận làm gì cho ai đó, làm rồi thì nhận được cái gì thì tìm VT, nên chắc chắn là 3 sẽ đi với 1. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo nữa, Tokoro ga aru, đúng không? Có những cái phần thế nào đó, tất cả những mẫu câu liên quan Tokoro nó là một danh từ, phía trước sẽ là Fujike. Vậy Fujike đây là gì? Có những phần mình làm sao? Mình không tự tin, đúng không? Nên là 4 đi với 2. Đúng chưa đã? Đó, chính xác. Vậy thôi ghép vào thôi. 4, 2, 3, 1. Nhớ, đúng không? Trách cự chi tê mô đáy nái đà đồ cà. Đúng không? Đê sô cà. Chính xác. 3, 1 ra cuối. Tức là xong. Đi thi là chỉ cần bước đấy thôi. Nhớ, tất cả những bạn nào dấu sao của CCTC tự tin là các bạn sẽ làm tốt phần này. Đúng không? Rồi cơ 7 cũng rất nhiều bạn đang phân vân. Thì mấu chốt của nó là gì đấy nhỏ? Mình quên việc khóa cửa đây này. Rồi mình mới đi ra khỏi nhà mà. Thế nên nó phải là 1 đi 4 này. Nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là gì? 3 đi với 2, VT Shimata, chuẩn chưa? Yo DT Kite Shimata. Đúng đã, bài sao phun điểm phải phun điểm nhá, đúng không? Nếu bạn nào nhớ học cái bài này của CC. Rồi, các bạn cứ nói phun điểm là các bạn ấy khác hoang mang, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nào, nhìn thấy chưa? Nhá, tiếp theo mình đến với câu số 18, nhìn thấy chưa? À, chúng ta có là gì đấy? Yoni đi. Mẫu câu Yoni của chúng mình thì có V được ở V na Yoni, thì đây cái nào hợp lý hơn? Và C na Yoni quá kinh điển rồi nên mình để 2 đi 3. Rồi gì nữa, đúng không, có mẫu câu Koto. Tất tần tật các mẫu câu liên quan Koto, phía trước là Fujike. Vậy Fujike đây là gì? Tôi quyết định thế nọ thế kia ấy, đúng không, là V đựng V này. Nhưng mà đây này đi xử với Yoni rồi thì chắc là 1 đi 4. Đấy, bây giờ bạn ghép vào trên dê là 2, 3, 1, 4 hay là 1, 4, 2, 3 thôi. Công nhận không? Đó, chính xác, đúng không, nó là 2, 3, 1, 4. Ố này, đúng không, thì sẽ là gì? Để mà không quên qua Surenai Yoni desu ne, hay Kidoku o suru koto ni shimashita shite được. Đấy, tôi quyết định thế nào thế kia. Chuẩn xác chưa? 2, 3, 4. Cô không quan tâm đáp án là số mấy nhá. Khi bạn ghép được cái vị trí dấu sao vào rồi thì thấy là xong rồi đấy. Nhớ chưa? Chuẩn xác.
Hôm trước kỳ thi một tháng không hề biết gì phần sau, xong lên YouTube xem cô một hôm gái đi thi làm phần này luôn. Ô, cảm ơn các bạn. Tiếp theo phần đục lỗ, các bạn có hay ngại phần đục lỗ không? Hay bỏ qua, thậm chí không bỏ qua nó đúng không? Trời ơi, nếu bạn nào mà học với sensei thì thậm chí là cô bắt làm phần đục lỗ luôn. Mặc dù có thể không đúng hết, nhớ chưa, nhưng tối ưu trong khoảng thời gian 3 đến 5 phút các bạn dành cho phần này là hoàn toàn có thể nắm điểm trong tay. À nhầm, nắm điểm, khoanh điểm trên giấy chứ nắm trên tay mang về nhà giải quyết được gì đâu. Nhớ, đó, thế nên hoàn toàn có thể chinh phục nó. Nhớ, rồi, cảm ơn các bạn. Nào, bài sau có 3 câu. Bài sau có mấy câu? 5 câu mà. Đúng rồi, đúng 3 câu à, anh như thế nào đây ta? Ừ, rồi, chính xác, em sai hai bài dấu sao rồi, hơi tiếc. À, YouTube của Sensei có quay các video ở trên cái trung tâm tiếng Nhật Kose bạn nhớ, đúng không ạ? Đó, còn nếu bạn nào mà lên N2 thì lại gặp Sensei tiếp. Sensei có cả một cái series N3 từ những năm trước này. Và mới gần đây Sensei đang quay rất nhiều video N2 nữa, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ cùng đục lỗ không quanh kịp thì cho phí quá bạn Tú Doãn ơi, đúng không? Vì thực ra nó không khó, em thử mà xem. Đây nhá, những bạn nào chưa làm đề này chăng nữa, bạn nhìn mà xem này, chứ không phải chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta check đáp án bình thường mà chúng ta phải hiểu nó nữa, đúng không? Để tối ưu về mặt thời gian, cô chỉ cần bạn dành phần này đến 3 đến 5 phút thôi, không cần nhiều. Nhớ chưa, nhưng hoàn toàn phải nắm điểm trong tay. Được chưa ạ? Nhớ. Ồ, ok, muốn đăng ký. Bạn ơi, bạn là nhắn tin cho cái fanpage trung tâm Nhật Kose hoặc là Nika Mailan Sensei Kose Nhiêu ngồi Sensei có cập nhật rất nhiều những cái thông tin này, những cái kiến thức của N2, N3 để chúng mình cùng học với nhau nhá, đúng không ạ? Cao điểm, đục lỗ thường thường người ta hay bỏ qua những điểm rất cao đó. Nào, thử sao nào? Nào nhìn nhá, ô tôi này, đúng không? Thế sao là gì đấy? Tự mình, đúng không? Gasolino ide du mise. Và làm sao là shirimasen desu? Nhìn thấy shirimasen desu, các bạn nghĩ ngay đến cái gì bạn ơi? Đúng không? Đấy, tôi không biết những cái này, thì nó không biết mà gì đấy, là gì đấy? À, chỉ biết cái cửa hàng mà nó sẽ ép mình phải tự đổ xăng mà thôi. Vậy nhìn cái masen phải nghĩ ngay đến cái gì bạn ơi? Đó, đấy, đục lỗ dễ mà lúc cận đề mà bỏ qua rất đáng tiếc luôn nhá, nhìn thấy chưa ạ? Đó, nên câu này 19 là Chica, nhìn thấy nay là chọn Chica luôn. Đúng không? Chuẩn xác, tối ưu vào thời gian. Câu 20 nằm đầu câu, suy ra chúng mình phải dịch câu trước câu sau. Bởi vì ta đà là tuy nhiên, ta tôi ba là ví dụ, đúng không? Số nữ ấy là thêm nữa, tôi cô đội gà là tuy nhiên. Đó, thế là chúng mình chỉ cần xem là nó mệnh đề thuận hay nghịch hay là như thế nào, bổ sung thêm vào là mình chọn thôi. Đúng không? Thế về trước của nó gì? Đọc đúng câu của trường nó thôi, không đọc nhiều. Vì tại nó chứa cái đằng nằm đằng giữa câu, đúng không? Đầu câu thì chúng ta đọc câu trước là sao? Nào, người bạn mình mở đóng cửa sổ vào. Thế thì ngay lập tức là cái gì đấy, người nhân viên đó bắt đầu làm gì đấy? Đổ xăng, và sau đó tôi rất ngạc nhiên. Thế là người một nhân viên khác lại đến tiếp, xong lại còn gì đây, đúng không? Lau rất sạch sẽ cái cửa sổ đấy, xong thế nọ này kia. Vậy đổ xăng này, đúng không? Nhân viên đổ xăng, xong lại một nhân viên khác làm thế này, nó mới chỉ bổ sung thêm thông tin rồi. Nào. Phần này nhiều người làm chắc điểm thấp rồi đó, chính xác, ngu như khoanh được không này. Ngu làm sao được, đúng không? Phải có căn cứ chứ, đúng không? Chờ em sẽ chúc bạn tiến nhá. Đấy, nó bổ sung thêm thông tin, vậy chọn gì bạn ơi? Đúng rồi, sổ nữ ấy có mỗi cái này thêm vào thôi. Nó mở cửa sổ rồi bắt đầu, người ta mở, đóng cửa sổ vào, xong bắt đầu là người kia đổ xăng, xong một người khác nữa lại tiếp tục lau lau cái cửa kính ô tô. Xong rồi. Nhá, 19 chọn 3. Đà kê, mình thấy chưa, chỉ biết nhưng mà shirimashita rồi, shitemasu cơ mà. Rõ ràng có shika thì tao chỉ biết những cái cửa hàng mà mình phải tự đổ xăng thôi. Ấy mà, ở đây lại có những cửa hàng mà gì, nó đổ xăng cho mình, nó làm thế nọ thế kia. Ơ kìa, tiếc không? Nhìn thấy shirimasen desu, tại sao nghĩ đà kê? Rõ ràng đà kê em có 10.000, nhưng em chỉ có mỗi 10.000 thì nó phải đi với shika nai chứ, đúng không ạ? À? Nha, bài điểm số cô không thể nói được, vì điểm số đó là cái ban tổ chức kỳ thi cho thi tự người ta quy định, cái sân chơi người ta không ai được bén mảng đấy luôn nhá. Câu 21 này các bạn nhìn này, nó nằm ở đây, bài này có 4 câu đúng không ạ? À? Thì ở đây các bạn dịch đúng câu của chứa nó sẽ không dịch nhiều nha. Ở cái trạm xăng à, hay người ta cây xăng là dễ nhá, đúng không ạ? Gasoline stand, ở cái cây xăng mà tôi đã đến thì đó chẳng hạn tính sao nhá, đúng không? Thế thì khi mà chiếc xe mà tôi đã đổ xăng ấy, nó đi ra đường rồi, thì những bạn nhân viên đó nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau, xem xác nhận hộ tôi xem có ô tô không, rồi sau tiễn chúng tôi đi rất là thân thiện, như thế chưa? Vậy ở những cái cửa hàng, những cái cây xăng mà tôi đã đến chứ còn gì nữa, đúng không? Mố không được, mố thì tôi không, mố là câu nào bạn ơi? Mố tôi không biết làm sao chọn được nhá. Rồi, cảm ơn bạn. Đấy, đại sen này cho phép đầu ạ. Lát nữa sen sẽ gửi lại cái phần đấy, các bạn yên tâm, phần đầu là phần dễ mà, nên cô sen sẽ chữa nhanh một chút để chúng ta tiến phần khác nhá. Từ từ tí nữa sẽ nói về phần điểm cho nhá. Vậy chốt đây nó sẽ là ít tạ, đúng không? Cái cây xăng mà tôi đã đến ấy,
đã đi ở đấy ấy, đúng không? Đã đổ xăng đấy. Chứ Ikke được là có thể đến đâu. Đang nó kể về quá khứ mà. Rồi cự Yona đúng không? Đấy kiểu như là làm sao được, đúng không? Đó, sẽ đến không phải nhá. Ikita các bạn tôi muốn đến, dạ không ạ. À. Đây là tôi đã đến rồi nên đáp án chắc chắn. Có, xem sẽ gửi cái bản full option cho các bạn nhá, kèm theo đáp án nó khoanh tận gốc những cái đáp án ở trong đề luôn chứ không phải là đối chiếu đáp án rồi nó lẫn lộn nữa. Được chưa? Chuẩn xác, 21 là số 1. Chốt 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 chốt. Ok. Câu 22 nằm ở đây. Ok, đây còn câu này nữa. Chắc là câu này ngắn quá. Cô định bảo là đọc mỗi cái câu có chứa nó thôi. Nhưng mỗi tội câu này ngắn quá. Thôi giúp mình sẽ đọc câu trước tí nhá. Đúng không ạ? Đấy, nó ngắn quá nó không đọc nó dở dang mất. Nhờ đúng không? Mỗi này làm sao biết tuột quy mô cái gì, đúng không? Nè, mình đổ xăng, nó đổ xăng cho mình. Nó lau cửa sổ cho mình. Xong nó còn tiễn mình đi rất là ngọt ngào này nọ. Dạ vâng tôi, đúng không? Tôi đang cảm thấy là đúng không? Những cái cây xăng đúng không? Như thế đang rất là trân trọng những khách hàng với cả những cái xe ô tô. Đúng không? Tôi cảm thấy rất tốt. Hay quá. Y sabat ơn đang cả sa biết sự. Xong, nhưng mà chọn gì đây? Đấy bảo ti tự nhiên đấy lại mù ngang đúng không, điếc ngang mù ngang khổ thế đúng không ạ? Câu này chọn gì? Chính xác, Isabisu đã tổ mùi master. Đấy đang kể về thế thôi, quá chọn khác đi không ạ? Xem nào, đúng rồi ấy, các bạn chọn hai thì cô sẽ chọn nhanh nhá. Đúng rồi em ơi, chứ làm sao mà vì có lý do gì đâu. Đúng, tôi cảm thấy là tôi rất trân trọng cái này bởi vì là tôi nghĩ chắc là dạ không ạ, đúng không nhá, mà là gì đây, tôi thấy như thế luôn đúng không? Rồi tôi dự định là sai mới rồi, tôi cố gắng nỗ lực là sai mới rồi, chốt chỉ có thể đáp án số 2 là hợp lý nhất đúng không ạ? Nhá, chuẩn xác. Ừ. Rồi, tiếp theo phần đọc hiểu nào. Câu này rất nhiều tranh cãi luôn, đúng không? Xin lỗi là để có thể đưa lên được cái slide cho các bạn thì xin sẽ cắt bớt một số phần đi. Nên là có thể nó sẽ hơi nhỏ một chút nhưng vì các bạn đều đã thi rồi. Thế nên chúng ta sẽ phân tích để giải thác là xem đáp án này đúng hay sai. Được không ạ? Ừ. Câu 22, trời ơi, cô không thể nói số điểm được với cô có biết đâu. Đúng ạ, ban tổ chức kỳ thi riêng một mình sân trang chơi nhà người ta. Còn lâu người ta đã công bố điểm cho các bạn nha. Đúng không ạ? Nên là các bạn phải làm số điểm làm sao để thành 130, 150 để không phải lo là ngần này câu có đỗ hay không, có lo liệt không, đúng không? Không có đâu nhá, phúc khảo cũng khó luôn. Thế nên phải học cho chắc để có thể có một số điểm mà tự tin rồi phần kiến thức đấy, chứ phải đi dò, đi tra nó vất vả như thế nữa. Đúng không? Nhá. Rồi tiếp theo, đấy các bạn đọc kỹ còn thấy chưa? Nào bạn ơi, bao nhiêu bạn đang xem livestream của CC ở đây, nếu những lần trước các bạn đã từng xem những livestream của CC thì cái bí quyết, nó là bí quyết à? Phải bí quyết à? Đúng không? Một cái điều rất căn bản khi các bạn làm đọc hiểu đó là phải chỉ CC nó ở chỗ nào, ở đâu, chỗ nào bảo thế. Các bạn công nhận không? Nhớ đấy. Nếu bạn trả lời được câu đấy, cuối giờ CC mới phát đề. Đúng rồi, chúng ta làm trước rồi CC phát đề sau. Em bị lừa, không ai lừa em hết nên đừng đổ lỗi cho người ta. Chân ơi, mai sẽ live stream nào hai nhá. Từ từ đã, qua đáp án đi là sao? Đây đáp án đây rồi này. Nhìn thấy chưa? Thì còn nó sẽ phải là mẫu câu đáp án số 3. Rất nhiều bạn đã phân vào số 1. Nhưng mà đây rõ ràng cái câu keyword của chúng mình. Đây, mình sẽ nói đáp án luôn nhé để các bạn rõ rồi nhá. Đây, đang chữa độc cai đây rồi nha. Đây mới là cái like thứ hai em xem của Sensei. Ô thế à? Thì đã mê chưa? À mê rồi à? Thì nhắn tin ngay cho Sensei đi nào. Đúng ạ, thì đấy, cũng keyword của chúng mình là gì? Này bạn ơi, quá đúng không? Sau khi mà phim chiếu 15 phút rồi thì chúng tôi không bán ở cái máy phát ở chỗ đấy đâu nhá, đúng không? Game by key đi đâu nhá. Nhìn thấy chưa? Tức là bạn muốn mua gì thì mua, mua trước thời điểm 15 phút để đề. Đúng đã, cái ma đề ní như một cái deadline bạn ơi. Quá là tôi không bán đâu, vậy trước đấy vẫn được còn gì? Hai ngắn đấy, hai ngắn hai dài đi chọn gì? Đúng, áp dụng đúng quy tắc mà cô Dê có chia sẻ với các bạn đúng không? Đấy, câu này hiển nhiên dạy tranh cãi. Thấy các bạn tranh cãi nhiều lắm nhớ. Nhìn thấy chưa ạ? Nhưng N2 còn khó hơn nữa. Đấy, để sau này các bạn hãy chia sẻ với các senpai học N2 đi, nó còn nhiều, nó khó hơn nữa. N3 vẫn còn đang rất nhẹ nhàng đấy, đúng không? Mà không tỉnh táo được là đến lúc mà không nghe sensei quát hàng ngày là không ăn thua, đúng không? Cô thấy đề này còn dễ hơn mấy đề sensei cho khi làm đề thi thật đấy, đề thi thử đấy nhá. Nên đáp án phải là số 3 nhá. Nhìn thấy chưa? Cô chốt đăng keyword để cho bạn đỡ nhầm lẫn, đỡ rồi đúng không ạ? Đấy, hôm qua tuần thì cơ 1-1 em nhìn này. Trước 15 phút là bạn cần nhập, đúng là phải nhập những thông tin vào nhá. Cô công nhận là phải nhập thông tin bao gồm là gì đây? Ngày cái gì là số thứ tự đặt trước à? Rồi cả số điện thoại cái thứ. Ôi giời, đúng, cô công nhận. Thế nhưng mà đâu chỗ nào chỉ CC, cô Lan từng hỏi là gì đây? Chỗ nào bảo thế? Có phải trước 15 phút kỳ bắt đầu? Đâu chỗ nào? Không có nha. Còn nếu có 15 phút là kể từ sau khi bắt đầu mà quá 15 phút rồi, tức là đấy, ví dụ 9 giờ phim bắt đầu thì đấy quá 15 phút là tức 9 giờ 15 ấy, đúng không? Là chúng tôi không mở bán vé ở cái phần chỗ máy bán vé đâu nhá. Thế nên là làm trước cái đây. Thế đấy còn gì nữa, phải đáp án số 3 còn gì nữa. Em lại một mình lối đi riêng à? Đúng không? Dạ trả tiền ạ, có câu trả tiền thế này ạ. Đây. Nhìn cô chỉ cho bạn. Daiki no shiharatte itadaki arigato gozaimashita.
Như thế chứ mà bạn không trả tiền còn lâu nữa đã cảm ơn, chứ ra trả rồi chứ bây giờ không cần trả tiền nữa, đúng không? Sai nhá. Tiếp câu số 24. Ở trong bài thư từ mail mủng thông báo, trời ơi những bài này có tận mấy thư từ mail mủng thông báo luôn mà chọn sai rất tiếc luôn. Cứ thư từ mail mủng thông báo, tại sao nó viết cho các bạn? Bởi vì nó yêu cầu bạn làm cái này, nó đổi thế kia, nó nhờ vạ thế nào. Công nhận không? Thư từ mail mủng thông báo chỉ có mục đích đấy chứ còn gì nữa. Nhờ, đúng không? Đấy. Ôi em nhờ anh có được không? Onegai dekimasu ka? Rồi anh cứ thoải làm salad tùy ý nhá. Như thế chưa? Đó, cái này thì chị đã làm rồi, nhưng bây giờ sarada là em chưa làm đâu anh ơi, đúng không? Có cái gì nhở? Ở đây ta sự với cả tomato trong tủ lạnh đấy, anh làm đi nhá. Đây nói chung là làm salad thì nhá. Vậy đáp số mấy? Có làm salad số mấy nhở? Đúng rồi, đáp án là số 3, chuẩn xác. Chúng mình đến câu 24 ở đây rồi, đâu chính xác. Đang tưởng bạn ấy bớt đi số câu của phần đục lỗ, thì nên nó ngắn đi một tí, ngớ ngẩn chưa? Đấy, thư từ mê mụng chỉ đừng để thế chứ còn gì nữa. Các bạn phân vân cái nào trên dây nhé, câu này không thấy phân vân cả, bỏ qua rất nhanh. Câu này nữa này, trong câu này có ai khao nhở? Không ai sai hết. Ôi dồi ôi, làm sai 23 câu 23 nhảy câu. Đừng đừng em ơi, xem nốt đã rồi thì đi nhảy câu sau nhá. Đọc cay thì ngon mà, ngon mà, đúng không? Như cô của tạp chí nhá, với các lớp học N2 của Sensei, tạp chí Sensei thao túng các bạn hãy làm chung văn trường văn trước đề, đoạn văn đôi khi còn cô đọng xúc tích khó bỏ sừ ra, đúng không? Em học N2 với Sensei ơi, cô nhớ lệ mà. Câu 25 chọn mấy đấy nhở? Thế dịch đúng câu trước thôi nhá. Đi thi ấy, đúng không? Thực ra có thể dịch đúng này nhưng mà vẫn phải dịch bài. Thực ra Sensei rất muốn các bạn dịch cả bài, nhưng biết cách buông bỏ, dịch nhanh, dịch khoái các ý, còn chỗ nào cần dịch chính xác từng câu từng từ thì phải dịch thật đấy, đúng không nhá? Nhìn thấy chưa ạ? Đó, xem nào, có ai bị sai câu này? Ôi rồi ôi đấy, thấy chưa, tin vào bản thân mình, không tin tin đứa bên cạnh làm gì, phí quá đi mất, đúng không ạ? Câu này gì đây? Tôi ý, đúng không, thì mặc dù là lúc nào tôi đi sớm, đúng không, nhưng bạn tôi thì của nhà lúc nào thường thường là đi muộn, đúng không? Vậy tôi cứ nghĩ rằng là mình là thuộc cái nhóm hiếm hiếm ấy, thế mà từ kết quả này thì tôi lại biết một điều rằng là à không phải thế. Wow, y gai đã tạ, ngạc nhiên chưa? Đúng không? Không biết nên lụi à, tiếc quá. Đấy câu này, kết quả này thì kết quả nào? Chịu, đúng không? Anh này thuộc cái đến sớm. Mà 55 người đến sớm, 55% luôn ấy, đúng không? Đấy người trả lời là à, đến sớm thì tính sao? Chả mới được. Tính nào? Đúng không? Tôi cứ tưởng tôi hiếm, tức là tôi ít, thế mà nó lại nhiều. Thì tức là anh ta rất là y gai đắc tạ, rất là ngạc nhiên, không ngờ tới. Tức là không ngờ là gì? Những đứa giống mình nó lại nhiều đến thế. Mình cứ tưởng mình thuộc của hiếm, thế mà nhiều thế. Đáp án số 1 chuẩn chưa? Chuẩn xác chưa? Đúng không? Câu 25, em sai cả câu 25. Em chọn gì em ơi? Nào các bạn hãy comment giúp xem là em đã chọn cái gì để xem chửi một thể nào. Để xem nói một thể cho sáng mắt ra cho nào nhá. Đúng không nào? Nếu comment cho xem cả những đáp án nữa nhá, để xem phân tích kỹ hơn. Đó, những kiểu người giống mình đứng thứ hai. Dạ đây đã bảo là gì? Hay dạ đến sớm, đúng không? Sớm thì phải thuộc thứ nhất rồi cơ mà. Nhìn thấy chưa? Chứ kiểu người thứ hai chưa ghi đẹp. Nhìn thấy chưa? Là những người đến đúng giờ. Công nhận không? Đó là ít nhất đâu, đúng không? Trong đó là gì? Nhiều nhất mà. Rồi nhiều nhất thì là hang tai, để ý kỹ nhá. Đúng không? Ờ N2, ờ 3 chọn 3, đã chán chưa? Lại những cái đứa giống mình nó lại gì đây? Ít nhất. Trong đó là gì? Mình cứ nghĩ là mình thuộc hiếm, tức là những đứa giống mình nó nhiều cơ mà. Đều những đứa đến sớm ấy mà. Mình đến sớm nhá. Em phân tích chỗ này này. Một đây khoanh một cho em. Đây mình đến sớm mà. Và những người đến sớm thì tận 59% là nhiều nhất cơ mà, thì làm sao mà phải ít nhất được? Nên là bạn phải là số 1 chứ. Đúng không ạ? À? Đấy chọn bừa cũng đúng, thế là chán nữa. Không phân chia thời gian quan trọng nhất ấy, đúng là cái điều mà phân chia bố cục thời gian. Chứ hoàn toàn nếu bạn có những thời gian tương đối, bạn hoàn toàn có thể làm được bài này. Nhớ, đúng không ạ? Câu 26 cũng thế, liên quan món natto đậu phụ đấy các bạn ơi, natto natto các bạn ơi. Rất nhiều người sai luôn. Dịch đúng trong cái đoạn của CC chứa chỗ này thôi. Đi thi khoanh vùng lại, Chikashi bạn đọc phía trước cô không cấm. Đọc nhanh thôi, bởi vì chỗ Chikashi mới là điều quan trọng. Nhớ chưa, phía trước đọc để hiểu, hiểu rõ, hiểu chắc. Nhưng mà dịch qua thôi, chứ không quá xa đà vào nó. Vì chúng ta đâu có nhiều thời gian, có phải làm từ sáng đến chiều, từ nay đến tận sáng mai đâu. Đúng không, có phải ngồi, đấy, lỗ học thì chả hào. Học như đến lúc mà phân vân rồi, đau buồn rồi thì chán nản. Từ hôm qua đến hôm nay vẫn cứ chán nản, đúng không? Thế nhưng mà đấy, lúc học thì lại không chịu học như thế đấy. Nhá, chờ xem chút xem nào. Đâu rồi? Câu 26, 1, đúng không? Đấy nhất là, đây là tuy nhiên này, tôi xem trên TV tôi rất là ngạc nhiên. Trong cái món natto này, cô giải dịch cho nhanh một chút nhá, đúng không? Đấy, trong cái món này thì nó chứa cái cô sộ là cái gì đấy? Là cái dinh dưỡng gì ấy? Đó, đúng không? Đó là những cái enzyme đấy, đúng không? Mà một cái loại enzyme mà không có ở trong những loại đồ ăn khác. Đúng không? Và cái này, trong cái này thì nó có hiệu quả này. Vậy nếu mà ở cái nhiệt độ trên 50 độ C đấy chẳng hạn là nó sẽ bị giảm đi. Đúng không đã? Thế thôi không dịch nhiều nữa. Đấy, thế là như thế tôi biết một điều rằng là tôi chết rồi. Từ xưa giờ mình ăn cái cách nó hơi phí rồi.
Công nhận không? Thì nó phải là gì? Đấy, trong cái chất này nó có hiệu quả. Vậy trên với cách ăn từ trước giờ thì nó đã giảm cái hiệu quả đi. Thì ít nhất câu của chúng mình phải có hai từ cô cạ. Vậy chả cần đọc đáp án 3, 4 nữa. Đọc nhiều mệt lắm. Đúng đó, vậy câu 26 đúng không? Chỉ phân vân một với cả là gì đây ạ? Úi dồi, cô 24 vẫn hỏi dân dê, cô 24 đáp án là gì ạ? Câu 24 đáp án 3 bạn ơi. Tí nữa cô sẽ gửi đề cho các bạn, gửi cái đáp án cho các bạn nha. Làm xong sửa lại thành 3, chán chưa? Làm một sửa lại đó. Nó phải liên quan hai chữ cô cạ với đây. Nó có hiệu quả này nhưng bây giờ nó giảm sư đi mất rồi. Đúng không? Thế có tiếc không? Thế phải liên quan đến hiệu quả chứ. Vậy có hiệu quả là mất thì thôi được. Nó yếu đi hay mất đi thì cứ giống giống nhau đi không sao cả. Nhưng với đằng sau này đúng không? Mình đã ăn với cách natto bằng cái cách mà gì đây? Nó làm hiệu quả nó bớt đi. Hay là mình ăn cái lượng natto nhiều đúng không? Kiểu như là gì đây? Thậm chí là mất như hiệu quả tốt. Nó có cho bạn ăn nhiều không? Cứ chỉ xem ra chỗ nào bạn ăn nhiều mà chỉ ăn bằng cái cách ăn thôi. Tà bê cắt tạ mà, chứ phải ăn số lượng ăn đâu. Nên đáp án chính xác phải là số 1. Chuẩn chưa? Em không chắc đáp án nhưng cũng dùng loại trừ. Đấy cũng là một cách nhá. Rồi chuẩn xác. Tiếp. Đến cái bài. Ôi chết rồi. Liệu tú ta. Đây tiếp theo đến cái bài trung văn đầu tiên. Đúng không? Xin xin lỗi các bạn là xin xin. Vì nó dài quá nên xin đang cắt nó giảm tí nhá. Đúng không? Coi bài của chúng mình này. Trước khi giờ mỗi giờ học, nhìn thấy chưa? Các bạn học sinh phải làm gì? Khi đọc được câu hỏi ấy, chúng ta phân tích kỹ được câu hỏi đúng không? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn những đáp án này nó dễ hơn. Chúng ta khoanh vùng nó chính xác hơn. Các bạn công nhận không đã? Chứ cái đêm này sẽ cố gắng là nhiều cái quá. Mình sẽ cố gắng là phân chia nhiều nhất có thể để các bạn cùng đồng hành các bạn nhá. Đúng không ạ? Đây. Nào, câu này trước khi giờ học là học sinh phải làm gì? Nhớ câu đấy nhá. Đúng không? Đó, vậy chúng ta tìm chỗ đấy đi. Tìm cái chỗ là trước khi bắt đầu giờ học đây. Mỗi tuần các thứ chẳng hạn này. Đúng không? Đây. Nhìn thấy chỗ này chưa? Đó, phải tìm con nước đoạn thế này, đọc thì tốt mà chả đọc thì chả sao cả, đọc lướt thật nhanh thôi, đúng không ạ? Vậy trước khi bắt đầu giờ học, chuẩn đấy chưa? Lúc keyword của chúng mình là trước khi bắt đầu mỗi buổi học. Thì giáo học sinh làm gì đây? Đúng không? Là giáo viên ấy, đúng không? Người ta sẽ bảo làm sao? Sẽ là đọc, đúng không? Sẽ đọc những quyển manga đã chỉ định. Wakademas đó, đúng không? Các bạn học sinh này sẽ đọc những quyển manga mà giáo viên đã chỉ định. Đó, tức là xong rồi. Các bạn cứ hay ngại trung văn đúng không? Như trung văn của sensei bây giờ chia thành siêu đoạn văn rồi các bạn ơi. Câu hỏi lúc mà mình phân tích được câu hỏi là trước bắt đầu mỗi buổi học thì học sinh cần phải làm gì? Thế là mình tìm cái đấy, đây rồi, trước bắt đầu giờ học đây rồi. Học sinh chủ ngữ đây rồi, sẽ phải đọc những quyển sách, quyển manga mà gì đấy, giáo viên chỉ định. Thế là xong, đúng không? Vậy đáp án chính xác số mấy đây? Tìm xem chỗ nào mà giáo viên chỉ định đi. Số 3. Đúng không? Đọc những quyển manga mà bị nói mới chỉ định nhá, là gì? Mày đọc đi nhá. Chuẩn rồi còn gì nữa? Chỉ định chính là Yondekuru yoni iwareta. Chuẩn đáp án số 3 luôn. Đó. Cô chỉ quay về đúng cái này thôi. Cô chỉ khoanh vùng cho đúng các bạn để các bạn nghĩ ngại trung văn trường văn thì đấy, làm theo sensei các bạn bớt được rất nhiều thời gian mà nó chính xác luôn ấy. Chuẩn chưa? Nhớ. Trung văn trường văn dễ hơn mà. Các bạn học với sensei hầu hết là sensei thao túng các bạn làm trung văn trường văn trước đề. Đoạn văn đôi khi khó bỏ sư ra nhá. Nào, tôi của khi đó thì ở trong tình trạng, nhớ là tôi của đó ở trong tình trạng nào? Ô, tôi cái nó đâu? Đấy. Nằm ở chỗ này. Tôi chỉ đọc đúng cái câu của chứa nó, đoạn của chứa nó là cùng thôi. Mạnh dạn thực ra nếu mà để nhiều nhất đọc cả cái đoạn này. Nhìn thấy chưa? Nhưng nếu mà ít thời gian quá đọc thì câu của chứa nó tội được. Đúng không? Hay đây chỗ tôi nó là mề đi cho ngắn ngắn một tí. Vì vậy này, đúng không? Tôi chả có thời gian, đúng không? Tôi chả thể học được môn khác. Xong tôi lại giảm bớt cái thời gian ngủ của mình đi. Rồi nếu như bình thường, đúng không? Thì tôi sẽ nếu như bình thường chẳng hạn này, đúng không? Đấy, thì tôi sẽ làm cố chịu được cố bình thường là trong cái thời gian mà thi chẳng hạn ấy thì mình thôi gamma cố chịu phải chịu khó mà đọc manga như vậy. Đúng không? Như tôi khi đó tôi lại ngược lại. Nếu như bình thường thì mình sẽ rất là chịu khó đọc đúng không? Nhưng tôi ở đó ngược lại. Tức là thế nào bạn ơi? Nhìn này chưa? Đáp án này số mấy? Đúng không? Vậy là muốn học môn khác không? Mình chả có thời gian muốn học mà là phải đọc tôi đúng không? Đấy như tôi đấy là tôi phải. Đúng không ạ? Câu 3 chọn 1. Đoạn này có ra những năm trước bữa em vừa giải xong thế vẫn sai đó. Là do bạn không hiểu cách làm. Thì không phải ngay cả trúng đề chăng nữa. Nhưng khi bạn không biết cách làm chăng nữa đúng không? Thì bạn vẫn cứ chọn nhầm như thường. Công nhận không? Vì bạn không hiểu bản chất của nó thì đến lúc có trúng đề chẳng chỉ nhớ là bài này có làm rồi nhưng đáp án nào thì nó có ghim trong đầu bạn là nó thế này thế kia đâu. Đúng không? Con số rõ ràng đâu mà nó cứ nhảy loạn lên mình rất là dễ nhầm. Nhớ. Đấy, tôi khi đó đã ở trạng thái như thế nào? Thì rõ ràng là gì đây? Mình không học được môn khác, mình lại cắt giảm mất giấc ngủ đúng không? Nếu là bình thường, đúng không? Nếu như bình thường là mình sẽ cố đọc đúng không? Đấy nhìn thấy chưa? Understand như tôi của khi đó thì tôi đã lại khác đi. Vậy khác đi là như thế nào? Các bạn chọn số mấy nào? Câu 28, đúng rồi, chính xác. Rất muốn học manga, rất muốn học các môn khác. Đúng rồi, chính xác, nhưng cuối cùng lại phải đọc manga. Wakademas có, chuẩn xác nhá. Chứ bạn ấy phân vân với câu mấy không ạ? Trời ơi, rồi, có phải muốn đọc manga, đúng không? Muốn đọc manga nhưng mà phải học thi không? Manga chính là môn thi đấy rồi đấy.
đúng không? Rồi muốn đọc manga yêu thích, đúng không? Thế nhưng mà vị phải đọc chỗ này không thể có trong bài. Đúng đã nhá. Rồi gì nữa, muốn học thi nhưng mà gì đây? Không thể cố đọc manga, đúng không? Manga o yomu no gaman deki nakata. Đúng đã, thì trong câu này thì cũng nghĩ là đáp án số mấy? Ừ. Không hiểu chữ kanji nên chọn 2. Ghép cự, đúng rồi, ghép cự là đang ngược lại. Wakademas có, đúng không? Xem câu này em nào. Ừ. Chuẩn chưa các bạn ơi? Đó, rất nhiều bạn đang bị chọn, nó rất là phân vân những cái đáp án này đây, đúng không? Đâu xem nào. Rồi, ok, rất nhiều bạn đây. Để xem nào, xem có comment các bạn xem nào. Đó, đúng không đã? Nhá, rồi, chính xác. Nào, tiếp theo câu này nữa. Vậy tôi, đúng không? Bây giờ đang có Donna Kimochi Nate được cả. Wakademas, các con tôi bây giờ ra làm sao? Đâu tôi bây giờ đâu? Xin lỗi các bạn, quay trở lại cái này đã. Nhiều câu quá. Tôi của bây giờ. Đó, tôi của bây giờ thì làm sao? Đấy là đấy tôi của khi đó nhá. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Người lại tôi của bây giờ làm sao? Đúng không? Bài thi thì rất là ngon nghẻ. Nhưng bây giờ đây có y mà ai rồi. Vậy câu của chúng mình đúng quy về này thôi. Đúng không? Là gì đây? Trong chốc lát the manga á, Yasumi ni shitai kibun desu. Chỉ muốn biến những cái giờ manga thành nghỉ ngơi xong. Nhìn thấy chưa? Tức là đấy, quá này xong Yasumi ni shitai này muốn biến cái gì thành cái gì. Thôi không đọc nữa, để nghỉ ngơi cho nó lành. Vậy câu nào giống thế các bạn ơi? Minasan. Câu nào giống thế ạ? Đâu rồi, bé chờ comment các bạn đây, nó bị trôi đi mất tiêu. Đúng không? Không hiểu cần gì là chọn. Phí quá đi mất, đúng không ạ? Vậy đáp án đây phải là số mấy đây ạ? Rồi, chính xác 28 đáp án số 1 bạn nhá. Còn 29 đáp án số 4, chính xác đây này. Mình không muốn đọc còn gì nữa, mình muốn biến cái giờ manga đấy thành Yasumi ni shitai, muốn biến thành giờ nghỉ, tức là mình không muốn đọc mà mình muốn yomitaku này, muốn nghỉ ngơi. Chuẩn xác chưa? Chuẩn xác nhá. Tiếp bài này nữa nào. Đây mình sẽ phân tích ra một chút trận dễ hình dung nhá. Câu của chúng mình, những cái người chủ, đúng không, của những cái cửa hàng ở chỗ thành phố A này thì nhìn thấy chưa, người ta tổ chức những cái Asaichi, đúng không, bắt đầu đấy với mục đích gì? Các bạn tìm xem này, đúng không? Chỉ đúng cái câu đấy thôi, đúng không? Với mục đích đâu nhỉ? Các bạn chờ xem chút nha. Đây đúng không, cái người mà bắt đầu cái này đó là những cái người chủ ở đây. Và lý do đây là vì thế này, thế nên người ta đã bắt đầu cái kia, dịch đúng câu này thôi. Đấy, trung văn của các bạn bây giờ nó quy về chỉ thành mấy câu thôi. Nó chỉ còn 3 dòng thôi, đúng không ạ? 3 đúng không? 3 dài 1 ngắn là CC, đúng không? Đấy, nhìn đấy nhá. Vậy chúng ta quy về dịch đúng cái này là mình khoanh nhớ là đang hỏi lý do bắt đầu để những người tổ chức cái hội chợ này, đúng không? Cái chợ buổi sáng này 30 năm trước, đúng không? Là người ta đã có xây dựng một cái siêu thị to đùng ở đấy. Thế là rất nhiều người người ta sử dụng siêu thị. Thế là những cái người chủ ở đây, người ta muốn biết, nhìn thấy chưa, đã tổ chức cái này, đúng không, để người ta, để những cái người dân ấy, người ta biết rõ hơn về những cái lợi ích, những điểm tốt của những sản phẩm ở những cửa hàng của họ. Di bừng ta chỉ để xé đó. Vậy tìm xem xe chỗ nào muốn người ta biết về những điểm tốt, về những cái lợi thế ưu thế của những cái sản phẩm của cửa hàng đấy thì chúng ta chọn câu đấy. Vậy câu này đang là số mấy? À, câu 29 nhanh quá, cô xin lỗi nhá. Đây câu 29 đây, nó nằm ở cuối đây này, cô xin lỗi nhá. Còn nhanh quá mất rồi, cô chuyển slide nhanh quá đúng không? Đây ạ, à, tôi đúng không, làm bài thi mặc dù rất là tốt. Tuy nhiên bây giờ shibaraku manga wa oyasumi ni shitai kibun desu. Tôi của bây giờ đang có cảm giác là tí trong chốc lát là muốn biến những cái manga đấy thành giờ nghỉ ngơi. Manga wa oyasumi ni shitai, biến cái gì đúng không, thành cái gì đó đi với ni shitai. Công nhận không? Đó, vậy người ta bảo cảm giác bây giờ của mình là gì? Vậy đó là cảm giác bây giờ mình không muốn đọc manga nữa, biến thành giờ chơi còn gì nữa? Đúng giờ nghỉ ngơi. Chứ không phải là gì đây, đúng không? Ngay chỉ đọc trong ngày nghỉ, không đúng nhá. Rồi, à, không muốn đọc đấy nhưng mà này, shitai thì là gì đây? Chỉ muốn đọc manga mình thích. Rồi cố chịu đựng để mà đọc manga, không nhá, đã bảo là muốn biến thành giờ nghỉ ngơi thì là không đọc. Công nhận không? Nên đáp án là số 4. Chốt. Ừ. Xin lỗi các bạn, quay trở về với câu 30, đúng không? Câu 30 các bạn đang chọn mấy đây? Xin lỗi các bạn, có những câu đồ nhanh quá, xin xin lỗi nhá. Vừa chắc kịp rồi đúng không? Ừ, câu 281 bạn ạ. Rồi không sao, xin lỗi không sao nhé, vì có lúc cô chữa hơi nhanh, các bạn chưa kịp loát, đúng không ạ? Nào, thì cô sẽ gửi lại đáp án cho các bạn nha. Câu 30, nhìn cái này chưa? Thì cô bảo thế, mục đích mà tổ chức cái này để làm gì thì cô khoanh vùng, bây giờ chỉ còn 3 cái chỗ kia thôi. Muốn người ta biết, vậy nó là gì đây? Đây, đúng câu B, tương từ trên bài cho luôn. Đúng không? Đáp án là số 4, nhớ. Chứ không có chỗ nào bảo mua rẻ hết. Rồi không có chỗ nào bảo gì muốn tạo ra một cái môi trường để mọi người khách hàng vui vẻ, chả nghe có vẻ rất hợp lý nhưng mà không có trong bài. Rồi muốn truyền bá về cái vẻ đẹp của, hay quá đúng không, chắc là muốn truyền bá vẻ đẹp cảnh quan của thành phố đấy, đố tìm được chỗ nào có,
Vậy không có nhá. Chuẩn xác. Câu số 30 đáp án số 4. Chuẩn luôn. Câu 31, số D ở trong máy là cái gì? Bây giờ mình tua lại cái phần số D này nhá. Ừ. Đây. Số D đâu nhỉ? Đà, chính xác. Nhìn thấy chưa? Mà số D nó một đại từ chỉ thị. Mà đại từ chỉ thị thì làm sao? Đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm là gì? Khi đó, lúc đó, người đó. Vậy thì thay thế phía trước. Vậy dịch đúng hai dòng này thôi. Trung văn của chúng mình bây giờ quay về đúng hai dòng thôi. Đúng nè. Ở cái chợ này. Đúng không? Đó thì những sản phẩm mà hot hot ấy, nó bán rất là chạy. Đấy, cô sẽ cố gắng là chữa chậm lại một tí nhá. Xin lỗi các bạn, chữa hơi nhanh để cố gắng đẩy hết được, đúng không ạ? Đó, bán chạy hết, nhanh, rất bán nhanh, rất nhanh bán hết luôn. Nếu mà là gì đây, nó hot đến thế thì lẽ ra bán nhiều và càng tốt chứ. Ta cứ rằng ở đây bà Ino đã gà. Nhưng mà không, họ không làm thế. Họ không làm thế, tức là không làm thế nào. Nhìn thấy chưa? Nhá. Đó, mình chỉ ghế các bạn nhớ chưa đã? Những sản phẩm hot thì bán rất nhanh bán hết. Nếu nó hot thế thì bán nhiều nhiều vào. Nhưng họ không làm thế, tức là họ không làm gì. Nhìn thấy chưa? Đáp án là số mấy các bạn ơi? Chọn con tim hay là nghe lý trí, đúng không? Đó, tiếc tiếc chưa? Câu 20, gì đây ạ? Đúng rồi, câu 231. Chúng mình cho đáp án sẽ là số 2 các bạn nhỉ? Nhìn thấy chưa? Là gì? Đấy, sản phẩm rất là hot, lẽ ra bán nhiều vào chứ, đúng không? Nhưng người ta không làm thế, tức là người ta không bán thêm. Bán thêm cái gì? Những sản phẩm hot hot đấy, đúng không? Ở cái hội chợ này nữa. Chuẩn số 2 chưa? Có ai chọn khác không? Đúng rồi, chọn con tim nhá, đúng không? Đó, hay là nghe lý trí, nghe lý trí, nghe tác giả chứ đừng nghe các bạn nha. Chuẩn xác. Ừ. Ô đâu rồi, xin lỗi các bạn, đúng không? Rồi, câu số 32. Điền chỗ này vào cái gì? Các bạn phân vân một câu nào, sửa nghe sẽ xem nên không kịp sửa nghe nữa nhá, để làm sao nhá, đúng không? Đau học quá rồi. Nào, tiếp theo, vậy có số đây chỗ này, chỗ cần điền vào là chỗ này. Ô, bài điền từ này các bạn ơi. Dịch đúng câu của chữ nó cùng lắm nốt đoạn này thôi. Đấy, ngay cả dịch đúng câu chữ chỗ này cũng được. Thì thôi, mạnh dạn thêm chữ này nó cho chắc. Đúng không? Mục đích của những cái từ đó không phải là thế này đâu nhé, mà là muốn người ta biết về những cửa hàng đấy này, rồi muốn gia tăng những khách hàng mà đến mua sắm ở cửa hàng đó này. Nhìn thấy chưa? Vì vậy, những cái người mà được phép là gì, có thể đưa những cái sản phẩm đấy ra những cái chợ ở Asaichi đấy, đúng không? Chỉ là những người này thôi nhé. Chỉ là những người nào? Là B và là xong, đúng không? Tới khúc này hết kịp với Gen Z ạ, là do bạn phân chia thời gian không hợp lý thôi, đúng không? Chỉ là vì là người ta đang muốn biết về những cái gì đấy. Cái chợ đấy là một này, muốn khách hàng đến nhiều những cái cửa hàng, đúng không? Những cái sản phẩm, mua nhiều sản phẩm, đến nhiều sản phẩm, đến những cửa hàng ở chỗ thành phố đó. Thế nên chỉ những người mà được mang sản phẩm ra là những người mà có cửa hàng ở đấy thôi, chứ không phải là những người có cửa hàng được rồi. Nhưng phải là thành phố khác, không có chỗ nào có Ikigai nhá. Nhìn thấy chưa? Rồi không có chỗ nào là muốn mở nhá, là đang có cửa hàng đấy rồi, muốn biết thêm, chứ không chỗ nào tôi muốn mở nó. Hay là gì đây, đúng không? Những người đang mua thì càng sai nhá, phải là những người gì bán ở đó cơ. Nên đáp án chính xác, chốt là đáp số 1. Wakarimasu ka? Chuẩn chưa? Ok. Con này Khanh bừa do thấy Shika nên sẽ không chọn ai ngờ chọn đúng. Đấy là cái nhá, rồi chính xác. Tiếp theo bài số 33. Nhìn thấy chưa? Bài đây là bài cô nhớ không nhỉ, là bài hai bài trung văn rồi đúng không? Mấy bài trường văn. Trời ơi, bạn thử trường văn mà xem dễ dã man. Sau khi cô làm cái các bạn khó nhìn quá nên cô quyết định chuyển hướng là chúng ta sẽ cô sẽ sâu được gọi là keyword rồi nhá. Những cái đoạn keyword của cái môn 26 thôi chứ không sâu hết cả bài, nó rất là khó nhìn. Đúng không ạ? Không nhớ được ra nào luôn à. Đấy, là chúng ta khoanh vùng lại một bài rất dài nhưng cô khoanh vùng lại chỉ có đoạn này thôi. Đúng không ạ? Cũng là hỏi tại sao nhá. Mà tôi ở trong nhân vật ở trong bài này nâu nắm rồi, em không lên đi ô tô bay, em không đi xe ô tô. Nhìn thấy chưa? Thế đấy, nằm trong đoạn này thôi. Ba dòng, biến thành đoạn văn chưa? Lại câu 32 à? Đây, câu 32 đây, đáp án là số 1 em ơi. Ô tô bay, ừ, thì cô dịch là gì? Cao hứng quá, cô dịch cành gì? Ừ. Đây ạ, à, nhớ, câu 32 mình chọn 1 mà, chuẩn chưa? Câu 33, tiếp nào các bạn ơi. Ừ, đó. Ô tô bay cô dịch đúng là gì nhở? Tháng trước tôi mua một cái ô tô bay mới, đúng không? Đã lâu lắm rồi không đi, đúng không? Tức là ừ gì đây nhở? Bây giờ thấy lên lâu lắm rồi, bây giờ tôi lại muốn đi nó này. Tôi là muốn ngồi lên cái ô tô đấy, à, xe máy đấy. Gì nữa? Ồ, cái lúc mà tôi đi trước đây ấy, đâu lên trong tức là cái thời từ hồi còn sinh viên đại học cơ, 20 năm trước rồi, đúng không? Sau khi tốt nghiệp đại học, đúng không? Thì tôi gì đây? Do vấn đề chăm sóc con nhỏ và công việc nên bận quá, nên dạo gần đây mới có thời gian rảnh rỗi, sử dụng thời gian rảnh rỗi cho bản thân mình. Vậy đáp án số mấy các bạn ơi? Giờ mới nhìn thấy. Rồi, chính xác, phải công nhận không? Đây này, có mỗi chỗ này thôi. Là gì? Do chăm sóc một cái và bận nên không đi ô tô, đi còn gì nữa, ô tô bay còn gì nữa. Chứ không phải là không có nữa đâu. Cô chỉ xe xe đi, cô Lan từng hay hỏi là gì? Chỗ nào bảo thế? Bạn có chỉ xe xe chỗ nào mà không có ô tô bay không? Không có, nhìn thấy chưa? Rồi gì nữa, sử dụng gì nhỉ? Vợ sử dụng mất, đúng không? Dạ không có, chắc là vợ đi mất thì mình không có cái đi, nghe hợp lý đấy.
nhưng không có. Rồi cái ô tô nó hỏng mất đấy, khoanh vùng và cho bạn ấy không thể tìm thấy chỗ đấy đâu, mà khoanh vùng được mà. Thế người ta gạch chân cho bạn chỉ nằm trong đoạn có chứa nó thôi. Chốt đáp án số 2, chuẩn xác. Ok chưa ạ? Nhớ. Tiếp theo có ba từ nữa nằm ở chỗ này. Đó, nó nằm ở đây các bạn nhìn này. Đó, người trong bài có viết là gì? Cái một cái linh kiện, một cái bộ phận ấy của cái ô tô bay nó bị hỏng. Người ta hỏi về cái gì? Hỏng lúc nào cơ? Vậy dịch đúng cái đoạn câu này thôi, hai dòng nhé. Đấy, trung văn của các bạn đúng không? Trường văn của các bạn bây giờ quy về hết về thành hai dòng, ba dòng đó, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Công nhận không? Đúng không ạ? Em chọn hai phân vân định xóa mấy lần về chắc vào thì có một kỹ thuật mà sensei nói là gì? Luôn luôn không theo sensei, không theo bản thân các bạn mà phải theo tác giả. Nhớ chưa? Nhớ đấy. Thế vậy đây chúng ta dịch đúng hai câu này thôi. Và một buổi sáng ngày thứ ba trong cái ngày gì đấy cô chả biết nhé. Khi mà tôi đang bon bon trên đường. Đó, tức là tôi nghe thấy một cái tiếng cứ như kiểu là cái gì nó bị gãy ấy, nhìn thấy chưa? Ở phía trước của cái ô tô bay đó. Ồ, thế mình xuống nhìn một cái. Một cái bộ phận đấy nó bị hỏng rồi, nó bị cô qua tê mát sự. Đúng không? Vậy cái thời điểm hỏng đấy lúc nào? Đúng là trước 3 ngày. Ồ, tất cả phương án đều là buổi sáng của cái ngày thứ ba đấy. Đúng không? Mì cả mê để xét, tôi chết rồi, giống nhau quá. À, đây cô thấy phương án 3 và 4. Thì buổi sáng của cái ngày nào? Nhìn thấy chưa? Buổi sáng thứ ba của cái ngày nào thì đáp án phải là số mấy? Nếu bạn chọn số 3, cô nhìn thấy các đáp án 3 này, 4 hay 2 à? Ok, phân tích số 2 đã. Buổi sáng của ngày là kể từ khi mình gì đây? Mình bắt đầu, nhìn thấy chưa ạ? Đúng không? Của cái tháng tháng trước à? Nhìn thấy chưa? Tháng trước đúng không? Đấy, từ khi mình bắt đầu gì đây nhỏ, đúng không? Đi du lịch bằng ô tô bay. Dạ không ạ. Nếu mà nói đấy là vẫn đang 3 ngày trước của 3 ngày có thời lên lên một tí. Đó. Và cái mùa xuân 20 năm trước, tôi đi du lịch từ chỗ nọ đến chỗ kia bằng chiếc ô tô mà tôi xin từ bố tôi. Đúng không? Mà chuyến đi rất là gì đây? Ngủ trong một nhà trọ rẻ tiền, đúng không? Rồi đi thăm thú cho lợ chỗ trai, nam ni chi mốt cà kê tề xứ sư mợ để xá đấy, cứ rong ruổi nó. Thì phải từ cái chuyến đi 20 năm trước. Thế nên tháng trước là chúng ta loại ngay phương án số 1, số 2 đi, không đọc nữa, đỡ mất thời gian. Công nhận không? Nhìn cái là gì đây? Mình lấy 3 ngày trước phải tìm của nhà thì từ trong chuyến đi 20 năm trước. Thế tháng trước là vứt đi rồi, tháng trước là mình mua ô tô mới các bạn ơi. Nhớ, đúng không? Chuyến thứ ba, à, ngày thứ ba của chuyến đi 20 năm trước. Thế nên đúng không? 20 trước chọn 3 4. Thì 20 năm đúng không? 20 trước ứng rồi, nhưng ngày thứ ba sau khi mình mua ô tô mới. Dạ không ạ, à, ô tô này là mình xin từ bố chứ không phải mua ô tô mới. Ô tô mới mới mua cách đây tháng trước thôi, nên đáp án chốt lại số 4. Chuẩn xác chưa? Bắt đầu chuyến đi du lịch ô tô bay mà nó không nói rõ thì mình cứ hiểu là ô tô bay đúng rồi, còn gì nữa là nhận từ bố ấy. Chuẩn chưa? Nhá. Tiếp theo câu 35. Ô mình gập đầu cúi đầu năn độ mô để sẽ nói lời cảm ơn rất là nhiều. Tại sao mình lại cúi đầu gập đầu rất là nhiều lần nói lời cảm ơn cơ? Thế dịch cái chỗ chứa nó đi. Đây chỗ đây. Mệt quá. Đây ạ, à, chỗ này đây. Nhìn thấy chưa? Thôi dịch chỗ này thôi, mệt quá rồi, không dịch được nhiều nữa. Đúng không? Quy nó về 2 3 câu thôi nhá, quy nó về 2 3 câu để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và đúng không? Người ta đã sửa dành 2 tiếng để sửa cái xe cho mình à? Đấy, xong người tên in đấy, người ta nói rằng là nói xong cười khúc khích là một ngày đó anh nhớ mua ô tô bay ở cửa hàng nhà em nhá, cửa hàng này nhá. Để tôi khi đó đang vô cùng khổ sở, nhìn thấy chưa, đúng không? Thì tôi chỉ biết liên tục cúi đầu cảm ơn các thứ chẳng hạn, đúng không? Và quyết định là nhất định sẽ thế, tức là sẽ mua ô tô ấy, nhìn thấy chưa, à sẽ mua ô tô bay ở cái cửa hàng đó. Vậy câu 35 đó là số mấy? Đúng rồi, chuẩn xác, đúng không? Đó là gì đấy? Cảm ơn bởi vì người ta đã sửa cho mình cái ô tô mà bị rất nhiều những cửa hàng khác người ta từ chối sửa. Đúng không ạ? À? Nhớ. Chứ có đây à, người ta mua giả trưng người ta không mua cho mình đâu. Nhớ chưa? Cái ô tô mình bị gì đấy bị hỏng này. Thế là nó người ta mua một cái ô tô cho mình mà để nó có vẻ là nó gì đấy? Người ta mua cái ô tô mà có vẻ không chạy nữa. Dạ đâu, chỗ nào bảo thế? Cô Lan cứ hỏi là chỗ nào bảo thế? Không có. Người ta chỉ cho mình cái cửa hàng mà có vẻ người ta sửa. Dạ không, người ta sửa cho mình chứ không phải chỉ cửa hàng cho mình. Người ta bán rẻ cái ô tô bay mới cho mình. Dạ không ạ, à, không cho bán rẻ. Một ngày đó anh mua tao nhé, chứ đấy còn đang khốn khổ đang có ô tô ở cái ô tô bay đấy rồi, đi về đã tính sau nhá. Đấy chứ chỉ quy và đúng 2 3 câu thôi, nên nghe cô làm trường văn và trung văn sau này các bạn học với sensei cũng được, không học với sensei cũng được, nhưng thực sự nếu mà chinh phục được trung văn với trường văn lúc đấy đoạn văn chỉ là mũi thôi nhá. Đúng chưa? Chốt đáp án số 4 nhá. Tiếp theo câu 36 này, man cho cự, câu này rất nhiều bạn phân vân, và chiều nay cô chữa tạm ở trong nhóm á. À, chinh phục nhóm thảo luận N3 đấy, đúng không? Đang rất là thỏa mãn. Sao mà thỏa mãn? Đây nằm đúng hai dòng này thôi, có chứa từ thỏa mãn đây. Công nhận nào? Tiếc quá lại sửa sai mất đấy chưa? Các bạn có trả lời cho xem là đâu? Chỗ nào bảo thế không? Đúng không? Bạn hay áp đặt của mình vào lắm, áp đặt cái suy nghĩ của mình vào lắm mà lên N2 thì còn khổ nữa.
Đúng không đã? Đây mới là câu đúng câu cú như vậy thôi, nó không đến mức phải suy luận gì cả, mà lại cứ vẫn áp đặt và cứ lôi cái ý chí của mình vào là hỏng mất rồi. Mà quan trọng ấy, sai biết rồi đâu không? Dịch sai. Bạn dịch bài đúng nhưng mà dịch không đủ căn và thời gian nên là dịch bốn phương án nó cậu thả quá là sai. Nhớ chưa? Nhớ. Có memo đáp án môn này 5 môn cho em xin với. Lát nữa xin sẽ gửi cái đáp án cho các bạn nha. Đúng không ạ? Ôi rồi ôi, tôi bà đây bây giờ nhìn 36. 36 đang là 1, 3, 4, em nhìn nha xin nhá. Đây, cô dịch cái xe này. Cái Garon, tức là hình như là cái Garon là tên cửa hàng đấy sao nhỉ? Đó, ok, để xem. Cái bạn nhân viên chứ. Cái nhân viên tên là Garon chứ, đúng không? Đấy, cái Garon của bây giờ, Garon đấy chẳng hạn, đúng không? Thì trong cửa hàng đấy, thì bây giờ không còn cái nhân viên đấy nữa. Nhớ cái vân vân này nữa. Đúng không? Thì cái việc mà không gặp được thì tiếc phết đấy. Thế nhưng mà dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất là hài lòng qua Kademas có, đúng không? Hài lòng cái gì cơ? Nhìn thấy chưa? Nhá. Có gửi đề luôn, có trên xe sẽ gửi ở trong nhóm thảo luận nhé các bạn đấy. Nhắn tin xe xe nhá, ở trên ấy Mai Lan Sensei Nihongo cô xe Nihongo chẳng hạn ấy, nếu bạn nào chưa ở trong cái nhóm thảo luận N3 nhá. Đấy thì N3 của cô xe, đúng không ạ? Em phải follow follow ngay chứ còn gì nữa, đúng không? Học với sensei luôn chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Lát cô cố gắng gửi luôn nha, đúng không ạ? Đó vậy man xuất cự đẹp đấy. Ô tại sao thì rõ ràng là không làm việc gì, đáp án phải là số mấy? Rất nhiều bạn chọn số 4, số 4 cô chỉ cho em nhé, nhìn số 4 này ạ. Là gì đấy nhỏ, đúng không? Là mình đã có thể truyền đạt được cái lời cảm ơn với cái bạn nhân viên mà đã sửa cái ô tô bay giúp mình. Đâu, chỗ nào bảo thế? Ở trên này nói gập đầu cúi đầu cảm ơn rồi và bạn là cái sự việc ngày hôm đấy rồi. Đúng không? Người ta sửa cho mình, người ta cười và bạn mới bảo là gì đây nhở? Sau này nhớ có mua ô tô bay mua tao nhá, mua cái này nhá. Tôi đấy đang khốn khổ và tôi cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn và sau tối tôi nhất định sẽ làm thế. Đúng không? Mà làm thế làm chưa? Là mua ô tô rồi đấy. Đúng không? Ở trên bài đâu chứ giờ có lại bỏ cái phần đấy đi mất rồi. Xem có mua ô tô đấy không? Ừ, chờ có chút nhá. Đây. À đây đây đây, đấy, sâu chỗ lên một chút ở trên này một tí. Cái cửa hàng mà tôi mua cái ô tô bay này ấy, nhìn thấy chưa? Đúng không? Là cái cửa hàng tên là Gado này này. Đúng không? Và tôi dù thế nào ấy chăng nữa cũng là phải có một lý do để mà mua ô tô cửa hàng này. Đó, kể về câu chuyện 20 năm trước. Các bạn công nhận không? Thế nên trong trường hợp này câu số 4, điều man rốt cự là mình đã làm được cái lời hứa năm xưa nhá. Chứ không phải mình đã nói cảm ơn rồi mà. Chứ đâu phải truyền đạt cái lời cảm ơn với nhân viên đã sửa giúp mình đâu. Nên câu số 4, ra đảo. Công nhận không? Ok, nếu bạn chọn số 3 này là gì đây? Mình đã có thể nhận được cái sự sửa, tức là người ta đã sửa cái ô tô bị hỏng cho mình. Cô công nhận là đúng câu này, là người ta có sửa, nhưng có phải hài lòng với điều đấy không? Có phải hài lòng với cái chuyện là gì đấy nhở? Là người ta sửa cho mình không? Dạ không, hài lòng là câu chuyện của 20 năm trước rồi, còn bây giờ mình đang hài lòng. Y mà đang kể về câu chuyện ngày nay. Và bây giờ tôi vẫn đang VTI được bạn ơi, vẫn đang rất là gì đấy, thỏa mãn vì hiện tại là gì đấy, lời hứa năm xưa với anh trai kia là gì? Là gì? Ở sau này tao mà mua ô tô bài tao sẽ mua cả mày và tao đã làm được. Thế đáp án phải là số mấy? Số 2 chính xác luôn. Nhớ đã có thể mua đúng không? Cái ô tô ở cửa hàng này. Chính xác chưa? Chứ không phải là gì đây, lại một lần nữa lại được ngồi trên chiếc ô tô bay thong dong bay bổng cho chỗ nọ chỗ kia. Dạ bye bye nhá, thấy chưa, thấy không? Như phần này cô có 6 có thể dễ nhầm, ok cô công nhận, như ba cô kia bạn làm được mà bạn để lụi để rất phí luôn nhá. Vậy chót, dạ đọc lướt thì không để y mạ, thấy chưa? Tiếc không, mà y mạ đâu phải là từ khó của N3, phức tạp đâu của N5 nhá, đúng không ạ? Tìm kiếm thông tin, trời ơi đúng không, tìm kiếm thông tin mà sai là phí lắm luôn đây này. Chờ xe chút nha, ở đây xe lại đang chỉ sâu cái này ra cho các bạn thôi à. Ừ. Đó không sao cả. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi tìm thông tin. Nhớ chưa? Đúng không? Mình làm một điều đấy là những bài này cô thường khuyến khích các bạn làm tìm kiếm thông tin trước mà. Nhớ, đọc hết không? Nào, ok, sợ từ vựng, trời ơi, sao lại sợ từ vựng nữa. Người ta sợ bao nhiêu cái khác đúng không? Tắt làm chỉ biết cách đọc viết đơn hối lỗi để nộp với công ty. Đây nhá, nhưng xe nhớ nhá. Là gì đây? Muốn tham gia cái Fuchu Desnet hay... Future để xét cốt sự nhá. Tại sao phải là đặc biệt một ngày? Nhớ tham gia buổi chiều nhá, mùng 2 tháng 2 nhá. Vậy đăng ký thế nào? Mình tìm một chỗ đăng ký thôi, vì nó là thông tin mà chỉ tìm một chỗ đăng ký thôi. Vậy đăng ký là gì đây? Nhớ là cô chư cốt sự. Vậy người ta bảo là gì đây? Sẽ đăng ký này trong trường hợp mà gì tham gia buổi sáng. Anh này tham gia buổi sáng hay buổi chiều nhở? Nhớ là buổi chiều, ok kệ đi, buổi sáng kệ đi, không phải vấn đề của tôi. Đúng không? Lên buổi chiều nha. Thì buổi chiều là gì? Đăng ký trước 1:30 của chiều ngày hôm đấy. Mà xong đăng ký ở đâu nữa? Và đăng ký ở chỗ Madoguchi này. Tầng mới chả biết gì đấy. Cô chỉ dịch qua thôi. Đúng không? Bạn tìm với sensei cái đáp án nào mà có gì đấy. Trước 1:30 và ở cái Madoguchi là mình chọn. Tìm 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 tìm. Đúng không? Là anh em Việt Nam phải làm được nhé. Nguyên sảng ở đúng rồi. Bạn sư sảng ở dưới là nguyên đúng không? Đó, thế là xong rồi đấy. Đáp án là số mấy?
Số mấy? Đúng rồi, chính xác là bạn sẽ là số 3, đúng không? Phải là 1:30. Ô, cô xin lỗi. Đúng không? Và đấy ở chỗ cái tôi là không phải đem qua cả để snack, đúng không? Mà sẽ là qua điện thoại không, người ta chỉ bảo đây Madoguchi đáp án số 3, không sai được. Đấy, xong có ma được, xong có điện thoại không? Chả lúc nào mà thế cả. Nhá, vậy thì chỉ có thể là đây. Có điện thoại đây, nhưng nếu bạn nhầm mà tôi cứ biết sự cốt sự, đúng không? Mình đã nhớ phải nốt mọi cái thông tin quan trọng đây, nó là tao đăng ký buổi chiều nhá. Nhớ chưa? Đăng ký cây cốt sự bình thường nha, chứ không có tiền đăng ký đặc biệt đâu nha. Thế đấy, lại nhầm chỗ này là chớ. Tiếc không? Trời ơi, không, cô không biết là liệt hay không đâu nhá, chính xác. Tiếp theo, câu số 2, bạn Nguyên này của chúng mình đấy, nhớ Việt Nam phải làm được nhá. Đây đây lớn nhá. Bốn người. Các bạn lưu ý chỗ này chưa? Đúng không? May chỗ này không để cho mình ra là đi bốn người bao gồm anh này nữa, nhưng mà Yongnin đế đúng không, là cả anh này và là bốn người. Nhớ là tôi cứ biết chữ cốt sự nha. Xong lại muốn làm gì nữa trong trường hợp mà anh ấy muốn đang nghỉ lại cái khách sạn này nữa nha. Đúng không? Bà sẽ đi tham gia từ 2 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều mà tôi cứ biết sự nha. Đúng không? Vậy trả bao nhiêu tiền? Nhớ cho tìm một chỗ tiền đấy các bạn ơi nhá, đúng không? À, cái video này có được xem lại được các bạn nhé. Ừ. Chúng ta quan tâm đến chỗ tiền. Nhìn thấy chưa? Anh này tham gia từ 2 giờ đến 4 giờ, vậy nằm ở khung này. Mà tiếp theo yếu tố lại bảo chọn lại gì đấy. Đấy các bạn đi thi phần tìm kiếm thông tin nhớ để ý mấy phần dấu sao này, dấu bông này, dấu hoa thị này, đúng không? Là những nơi chú ý rất nhiều thông tin quan trọng. Nhìn thấy chưa? Thế nhưng mà chỗ này là những cái cần chú ý nhá. Ôi tiếc thế. Ừ. Nhìn thấy chưa ạ? Thì đấy, trong này này đi theo nhóm là một này, sao lại muốn chọn lại công ty này, những cái người anh muốn khách sạn này, thế thì nhóm sẽ được giảm bao nhiêu? Hiki ở Wadibiki giảm trừ bớt 2 sen đúng không, từ cái gì số tiền cho cả nhóm đấy, mà số tiền cả nhóm là bao nhiêu? 2 tiếng nha, chứ phải 4 tiếng nha. Từ hai gì đây nhỉ, từ gì nào, từ 2 tiếng hoặc 4 tiếng là chọn một trong hai cái này, thì bạn này là từ mấy đấy, dễ nhầm nhá. Thì thông tin của chúng mình là từ 2 giờ đến 4 giờ. Thì nó nằm trong khung mấy tiếng? 2, 2, 4 trừ 2 bằng 2. Đấy, nó không bắt các bạn tìm khóa đâu nhé. Đúng không? 4 trừ 2 bằng 2. Đúng rồi, nằm trong 2 tiếng. Vậy sẽ là gì đấy? Sẽ là khoảng, thực ra chính xác hơn là sẽ được là 20, 2 man. Là 2 man. 2, 2022 man 2. Đúng không? Được giảm trừ bớt 2 sen. Đúng không? Còn 2 man. Tìm đáp án đấy. Đúng không? Đáp án là cái nào? Ồ, đúng không? Không có cái nào đấy, chỉ là phân vân 1 với 2 thôi, đúng không? Thì trong trường hợp này là gì, phải tính là gì đây? Tính cái phần 2 tiếng ấy thì nó chỉ là 1 với 2 cho đỡ đọc và phần này phức tạp. Thì nó là gì, được giảm trừ thêm 2 sen từ cái 22 2 sen 2 nữa, 2 man 2 nữa, nên đáp án chính xác là số mấy? Số 2, chốt đơn.